Hậu Duệ Kiếm Thần, Diệp Quân. Tập 171. Khi đến vũ trụ nguyên thủy, Diệp Quân tìm thấy Tang Sạn. Hoang Hải, trong một đại điện. Tang Sạn đứng ở cửa đại điện, Diệp Quân đứng ở bên cạnh cô ta. Tang Sạn nói, người đã bước được bước đó rồi. Diệp Quân gật đầu. Tang Sạn trầm mặc một lát, ngẩng đầu nhìn về phía tận cùng tinh hà nói, người làm rất tốt. Trong những năm qua, cô luôn chú ý đến nền văn minh thần minh. Có thể nói, nền văn minh thần minh ngày nay đã trải qua những thay đổi long trời lở đất, điều quan trọng nhất là hắn đang không ngừng hạn chế quyền lợi của các quan chức trong nền văn minh thần minh, bao gồm cả của chính hắn. Hắn thực sự hy vọng rằng thế giới này sẽ trở thành một nơi tốt đẹp hơn, chứ không phải mục tiêu cuối cùng là hy sinh chúng sinh này để hắn có thể đạt đến cấp độ cao hơn. Một thiếu niên giết rồng chưa bao giờ nghĩ đến việc trở thành rồng. Diệp Quân nói, Tang Sạn cô nương, lần này ta đến vũ trụ nguyên thủy, văn minh thần minh giao cho cô. Hai người mà hắn lo lắng nhất chính là Đông Hoang Chủ và Đại Đạo Bút Chủ Nhân, tuy rằng Đại Đạo Bút Chủ Nhân đã bị áp chế, nhưng trực giác của hắn nói cho hắn biết, Đại Đạo Bút Chủ Nhân nhất định có người hỗ trợ, tuyệt đối không được bất cẩn. Nói cách khác, trừ khi đích thân hắn chém đầu của Đại Đạo Bút Chủ Nhân, nếu không thì hắn sẽ không lơ là. Tang Sạn nói, người tới tìm ta là muốn hỏi cái gì? Diệp Quân gật đầu. Tang Sạn nói, các cô của ngươi đều ở vũ trụ nguyên thủy, mẹ ngươi cũng ở vũ trụ nguyên thủy. Nói tới đây, cô ta đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Diệp Quân, lần này ngươi đến vũ trụ nguyên thủy, không có ý định đi tìm bọn họ sao? Diệp Quân lắc đầu cười nói, đương nhiên không phải, tuy bây giờ ta muốn đi theo con đường của mình, nhưng không có nghĩa là ta muốn tuyệt giao với gia đình mình. Hoàn toàn không cần thiết, ta không phải là người khoa trương như vậy. Lần này tới vũ trụ nguyên thủy, vẫn phải đi tìm họ, ta muốn tìm hiểu về vũ trụ nguyên thủy. Tang Sạn lắc đầu, ta không biết nhiều về nơi đó, ta chỉ mới đến chiến trường vũ trụ, đó là nơi huấn luyện con người, Mục và Liên đều ở đó. Nói đến đây, cô dừng lại rồi nói tiếp, ngươi vừa mới được thăng cấp, thực ra có thể đến đó để ổn định bản thân. Diệp Quân gật đầu, được. Vừa nói, hắn dường như nghĩ đến điều gì đó, rồi nói, có một cô nương, tên là Tiểu Nhiễm. Cô ấy là người mà Tang Nghi cô nương nhìn chúng, Tang Sạn cô nương. Tang Sạn nói, ta sẽ chăm sóc cô ấy. Diệp Quân gật đầu, Tang Sạn cô nương, gặp lại sau. Nói xong, hắn cầm kiếm đứng dậy và biến mất vào vực sâu của vũ trụ. Tang Sạn nhìn vào sâu trong tinh hà, không biết đang nghĩ gì. Một tháng sau, Diệp Quân cuối cùng cũng đến được chiến trường vũ trụ, như Tang Sạn đã nói, hiện tại hắn không chắc chắn về sức chiến đấu của chính mình. Bản thân hắn hiện tại rốt cục ở sức chiến đấu gì? Đồng thời, hắn cũng muốn gặp gỡ những cường giả hàng đầu từ các nền văn minh vũ trụ hàng đầu khác nhau. Xung quanh có rất nhiều cường giả văn minh đang đi về phía chiến trường vũ trụ xa xôi, hắn nhìn nhanh và phát hiện ra rằng hầu hết họ đều là cường giả thần minh trở lên, cũng có một số cường giả tương đương thần minh cảnh, một cường giả phá vòng cũng không có. Hiển nhiên, cường giả cấp độ phá vòng là tương đối hiếm, ngay cả trong vũ trụ nguyên thủy. Diệp Quân thu hồi tâm tư, đi về phía cách đó không xa, có một thanh niên áo đen đang đứng canh gác, thu tiền. Rất nhanh, đến hắn rồi, hắn liền đi tới trước mặt thanh niên áo đen nhìn hắn, tiện miệng hỏi, ngươi là Diệp Quân. Diệp Quân, sắc mặt Diệp Quân tối sầm, ý nghĩ bản năng đầu tiên là, mẹ kiếp, có người muốn chơi mình. Thanh niên áo đen này chính là Thác Cổ Nguyên, đối với Diệp Quân, anh ta đã cơ bản từ bỏ rồi. Bởi vì những năm qua ở đây có rất nhiều người trẻ tuổi, nhưng lại không có ai tên là Diệp Quân, vì vậy anh ta dần dần quên mất chuyện này, dù sao, anh ta sẽ không đặt hết hy vọng về tương lai của mình vào một kẻ huyễn hoặc, điều đó thật ngu ngốc. Còn lúc này, sở dĩ anh ta hỏi như vậy, hoàn toàn là bởi vì phong thái Diệp Quân không bình thường, rất khác biệt, vì vậy anh ta mới tùy ý hỏi. Diệp Quân lập tức lắc đầu, không, ta họ Dương, ta tên Dương Quân. Tuy không biết tại sao thanh niên trước mặt lại hỏi hắn có phải là Diệp Quân không. Nhưng tốt nhất nên cẩn thận, không biết chừng là Đại Đạo Bút Chủ Nhân đang có âm mưu gì đó. Tuy rằng thực lực của hắn hiện tại không yếu, nhưng dù sao hắn vẫn cần phải cẩn thận, Đại Đạo Bút Chủ Nhân chỉ bị trấn áp chứ không chết. Khi nào Đại Đạo Bút Chủ Nhân chết, hắn mới có thể thực sự yên tâm. Nghe được những lời của Diệp Quân, Thác Cổ Nguyên đột nhiên cảm thấy có chút thất vọng, nhưng nhanh chóng trôi qua, anh ta nói. Một vạn tổ linh tinh. Một vạn. Không thể không nói, Diệp Quân vẫn là có chút tổn thương,
mặc dù lúc đầu Tiểu Bạch đưa cho hắn một ít tổ linh tinh, nhưng số lượng không nhiều, chỉ có khoảng 10 vạn, cộng với chỗ Diệp Thanh Thanh cô đưa cho hắn, hắn cũng có hơn 20 vạn. Mà những năm qua ở Thần Châu, hắn đã dùng mười mấy vạn, dù sao, xây dựng lại trật tự của nền văn minh thần minh cũng cần có tiền, còn có tu luyện của bản thân hắn. Hiện tại hắn chỉ có hơn 6 vạn tổ linh tinh. Tuy có chút đau đớn về mặt thể xác nhưng Diệp Quân vẫn lấy ra một chiếc nhẫn không gian đưa cho Thác Cổ Nguyên. Diệp Quân gật đầu, ừm. Thác Cổ Nguyên có chút nghi hoặc, bình thường người lần đầu tới đây đều có trưởng bối đi cùng, sao ngươi lại đi một mình? Diệp Quân cười nói, nếu các trưởng lão đi theo, vậy thì người khác còn chơi làm sao được? Thác Cổ Nguyên ngây ra một lát, sau đó mới hiểu được ý tứ trong lời nói của Diệp Quân, nghiêm túc nói, vị huynh đệ này, suy nghĩ này của ngươi không được. Ta ở đây thủ giới nhiều năm như vậy, cũng đã nhìn thấy rất nhiều yêu nghiệt thiên tài, bọn họ đều là thiên tài hàng đầu của các nền văn minh vũ trụ khác nhau, ở trong nền văn minh vũ trụ của chính họ, đó tuyệt đối là sự tồn tại kiêu ngạo. Tuy nhiên, đây là vũ trụ nguyên thủy, lúc đến họ có kiêu ngạo đến đâu thì khi rời đi sẽ thảm bấy nhiêu, thậm chí quá kiêu ngạo sẽ bị giết ngay lập tức bởi những thủ đoạn bẩn thỉu của ai đó, vì vậy tốt hơn hết là ở nơi này, nên khiêm tốn một chút thì tốt hơn. Diệp Quân gật đầu, ta hiểu rồi. Cảm ơn huynh đài đã nhắc nhở, ta sẽ khiêm tốn. Vừa nói hắn vừa chuyển mũi nhọn, vừa rồi huynh đài hỏi ta có phải là Diệp Quân không, chuyện này là sao? Thác Cổ Nguyên bình tĩnh nói, cũng không có gì, chính là, Diệp Quân là huynh đệ sinh tử của ta đã nhiều năm. Diệp Quân đột nhiên trợn tròn mắt. Chết tiệt! Bản thân cũng không nhớ mình có huynh đệ từ khi nào. Thác Cổ Nguyên lại nói, tuy chúng ta chưa từng gặp mặt nhưng thần giao đã lâu. Diệp Quân! Thác Cổ Nguyên liếc nhìn Diệp Quân, thần giao, hiểu không, tuy rằng chúng ta chưa từng gặp mặt, nhưng chúng ta đều có thể rút đao tương trợ lẫn nhau. Diệp Quân do dự một chút, sau đó nói, huynh đài, Diệp Quân mà ngươi nói là. Thác Cổ Nguyên nhìn Diệp Quân nói, huynh đài, ngươi từ đâu tới? Diệp Quân, đương nhiên là thiếu các chủ của Thiên Bảo Các, Diệp Quân, nếu không thì còn có thể là ai? Diệp Quân lập tức bị anh ta làm cho im lặng. Hắn thật sự không biết từ khi nào lại có thêm một thần giao đã đến mức huynh đệ sinh tử. Thác Cổ Nguyên đột nhiên lấy ra một cuộn giấy đưa cho hắn, đây là bản đồ an toàn vũ trụ nguyên thủy do Tiên Bảo Các xuất bản, vốn dĩ cần hơn 300 tổ linh tinh. Nhưng nhìn ngươi như vậy, nghĩ cũng nghèo, bỏ đi, tặng ngươi. Diệp Quân nhìn cuộn giấy, có chút tò mò, bản đồ an toàn vũ trụ nguyên thủy. Thác Cổ Nguyên gật đầu. Trong đó không chỉ ghi lại chi tiết các thế giới lớn và các thế lực lớn trong vũ trụ nguyên thủy mà còn phân tích chi tiết sức mạnh của từng thế lực lớn, điều này có thể giúp ngươi nhanh chóng hiểu rõ vũ trụ nguyên thủy. Điều quan trọng nhất là trong đó cũng phân tích rất chi tiết mức độ nguy hiểm của các thiên tài và yêu nghiệt của các thế lực lớn. Nói cách khác, sau khi đọc xong, ngươi sẽ biết cái nào có thể khiêu khích và cái nào không thể khiêu khích. Vừa nói, anh ta vừa dừng lại một chút, rồi nói tiếp, khi xuất môn ra ngoài. Điều sợ nhất là chọc vào người có chỗ dựa rất rất lớn. Chọc vào người như vậy sẽ mất mạng, bởi vì nếu đánh kẻ nhỏ, kẻ lớn sẽ đến, đánh kẻ lớn, một đám kẻ lớn sẽ đến. Hơn nữa, còn có thể gây họa lớn cho gia tộc, thậm chí là cả nền văn minh của mình. Mà bản đồ an toàn vũ trụ nguyên thủy này có thể giúp ngươi tránh rất nhiều rủi ro, cho ngươi biết thế lực nào và con người nào không thể chọc vào trong vũ trụ này. Thì ra là vậy. Diệp Quân cất bản đồ an toàn vũ trụ nguyên thủy đi và nói, huynh đài, đa tạ. Đúng rồi, phải xưng hô với huynh đài như thế nào? Thác Cổ Nguyên nói, Thác Cổ Nguyên. Diệp Quân chắp tay nói, Thác Cổ huynh, gặp lại sau. Nói xong, hắn đi về phía xa, mới đi được mấy bước, Thác Cổ Nguyên từ phía sau đi tới, hỏi một thanh niên, người tên là Diệp Quân. Diệp Quân. Diệp Quân đi về phía chiến trường vũ trụ, trên đường đi. Hắn lấy ra bản đồ an toàn vũ trụ nguyên thủy và đọc. Sau khi đọc bản đồ an toàn vũ trụ nguyên thủy, hắn đã hiểu rõ toàn bộ vũ trụ nguyên thủy. Có 5 thế lực tối cao trong vũ trụ nguyên thủy, lần lượt là Thần Đạo Tộc, Khổ Môn, Bản Vô Tông, Quan Huyên Vực, Tiên Bảo Các. Thần Đạo Tộc có nguồn gốc từ nền văn minh thần đạo, có lịch sử hơn 100 tỷ năm. Đây là nền văn minh cao nhất vào thời điểm đó, tổ tiên của Thần Đạo Tộc đã tạo ra Thần Đạo Đại Đạo bằng sức mạnh của thần đạo tối cao. Bọn họ đã dẫn dắt cả gia tộc đi ngược lại ý trời, cưỡng bức cắt đứt tương lai và hiện tại, quay về quá khứ và sống một cuộc sống mới. Cả gia tộc được tái sinh. Chính vì điều này mà thần đạo tộc khi đó đã từ văn minh thần linh siêu cấp phá vỡ xiềng xích nền văn minh, đạt đến một nền văn minh tối cao. Đồng thời,
Điều đáng sợ nhất của gia tộc này là, nghe nói rằng cả gia tộc đều thoát khỏi sự can thiệp nhân quả của ý chí tối cao. Nói cách khác, số phận của gia tộc này đã trở nên độc lập và không còn bị điều khiển bởi ý chí tối cao nữa. Khổ môn đến từ nền văn minh xoay vòng xa xôi. Người sáng lập tên là Tam Tướng, là người sáng lập ra nền văn minh xoay vòng. Ông đã tạo ra một phương pháp tu hành chưa từng có, khổ hành. Không tu nhân quả, không tu đại đại, không tu vận mệnh. Sử dụng phương pháp khổ hành, trực tiếp mở ra một phương pháp tu luyện mới, hoàn toàn tránh được sự kiểm soát của ý chí tối cao. Cách họ tu hành vô cùng đáng sợ. Đối với Diệp Quân mà nói, phương pháp tu hành này quả thực có chút nghịch thiên, ví dụ như phơi mình dưới ánh nắng thiêu đốt để rèn luyện thân thể, đi bộ trong địa ngục, bị hàng trăm triệu ác linh ăn thịt để rèn luyện linh hồn, không ngừng chuyển thế luân hồi, chịu đựng mọi loại đau khổ trên đời và rèn luyện ý chí của mình. Cách tu hành của họ là khổ và khó. Người của khổ môn không có nhiều, bởi vì thực sự có quá ít người có thể sống sót sau kiểu tu hành đó. Tất nhiên, những người sống sót không phải là con người. Bản Vô Tông, người sáng lập giáo phái này tên là Đạo An, sáng tạo ra Bát Nhã Thần Đạo học, hoàn thiện tất cả thần học và đạo học, đồng thời dung hợp hoàn hảo cả hai, là người đồng sáng lập thần đạo và Phật đạo, đồng thời cũng là người sáng lập Tân Thần học và Tân Đạo học. Tất nhiên, điều đáng sợ nhất ở ông ta là sau này ông ta thực sự đã dung hợp được thần học, đạo học với đại đạo thế gian để tạo ra một con đường mới, bản vô đạo. Bản vô đạo. Không lập chữ viết, pháp vượt qua ngôn ngữ. Giống như khổ môn, là một con đường tu hành hoàn toàn mới, nhưng khác với khổ môn, bản vô đạo tập trung vào sự giác ngộ. Nếu đã biết vạn pháp pháp đều ở trong chính mình, tại sao không theo tâm mình và chợt nhận ra bản tính thực sự? Điều này có nghĩa là tất cả những đại đạo trên thế gian đều nằm ở chính mình, tu đạo, thực chất là tu chính mình. Mà sự giác ngộ được chia làm giác ngộ nhỏ và giác ngộ lớn. Giác ngộ nhỏ chính là phải thông qua từng chút cố gắng dần dần tiến lên, gọi là giác ngộ thập địa, sau khi tu luyện đến thất địa, tức là đạt đến một giai đoạn giác ngộ, cũng chính là sự khai sáng, tu hành một ngày ngàn dặm. Giác ngộ lớn là, im lặng tinh tế, bất dung giai đoạn. Một khi đã vào cảnh giới thì là sự giác ngộ gắn bó chặt chẽ với tất cả các đại đạo trên thế gian, một khi giác ngộ, ta sẽ vô địch. Tín đồ của bản Vô Tông này có rất nhiều, vượt xa khổ môn, bởi vì họ chú ý đến sự giác ngộ, chỉ cần ngươi giác ngộ, vậy thì chúc mừng ngươi, ngươi có thể trực tiếp cất cánh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. So với lối tu hành khổ cực không cần mạng của khổ môn, mọi người vẫn thích cách tu luyện giác ngộ này, đặc biệt là câu, một khi giác ngộ, ta sẽ vô địch. Câu nói này đã trở thành mục tiêu theo đuổi tinh thần của vô số đệ tử bản Vô Tông. Đồng thời, cũng là khẩu hiệu chiêu mộ đệ tử của họ. Lão đệ, ta cảm thấy tính giác ngộ của ngươi không tệ, có muốn đến bản Vô Tông của chúng ta không? Chúng ta ở đây không để ý tới tài nguyên tu luyện hay thân phận bối cảnh. Một khi giác ngộ, ngươi sẽ là. Nghe những lời này, ai mà không bị mơ hồ chứ? Chính vì điều này mà tín đồ của bản Vô Tông cực kỳ nhiều. Tất nhiên, sau khi có nhiều người, chắc chắn sẽ có sự phân bổ tốt và xấu không đồng đều. Thế là, bản Vô Tông lại được chia thành nội tông và ngoại tông. Nội tông đều là tinh anh, ngoại tông nhiều người nhưng đều là người yếu. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến ở bản Vô Tông, người mạnh thì rất mạnh, người yếu thì rất yếu. Bản đồ an toàn vũ trụ nguyên thủy nói rằng khi có xung đột với đệ tử của bản Vô Tông, trước tiên bạn phải hỏi xem đối phương là người của nội tông hay ngoại tông, nếu là người nội tông thì chỉ số nguy hiểm là 9 phần 10, bản đồ an toàn vũ trụ nguyên thủy khuyến nghị, rút lui có tính chiến lược. Nếu là ngoại tông, bản đồ an ninh vũ trụ nguyên thủy khuyến cáo, tùy tiện làm. Sau khi hiểu rõ ba thế lực tối cao, Diệp Quân trực tiếp bắt đầu tìm hiểu một số thế lực siêu cấp bên dưới. Đương nhiên, hắn không cần phải tìm hiểu Tiên Bảo Các và Quan Huyên Vực. Đều là của hắn. Còn tìm hiểu cái gì? Tất nhiên, trong lòng hắn vẫn có chút xúc động, hắn xem qua phần giới thiệu về Tiên Bảo Các và Quan Huyên Vực, hóa ra mọi người trong gia đình hắn đều làm tốt như vậy, chỉ có hắn là người duy nhất luôn bị đánh bại suốt những năm qua. Ngoài năm thế lực tối cao, còn có một số thế lực siêu cấp trong vũ trụ nguyên thủy. Những thế lực siêu cấp này đến từ các nền văn minh vũ trụ khác nhau. Đều là những nền văn minh cấp thần linh siêu cấp, mặc dù không bằng năm thế lực tối cao nhưng vẫn rất đáng sợ và thuộc vào thế lực siêu cấp. Trước đây, nền văn minh thần minh khi ở đỉnh cao là một nền văn minh thần linh siêu cấp. Có thể thấy nền văn minh thần linh siêu cấp rất đáng sợ. Dưới nền văn minh thần linh siêu cấp là nền văn minh thần linh.
Có rất nhiều nền văn minh thần linh, thực lực của họ thực sự rất mạnh, bởi vì chỉ có nền văn minh có những cường giả phá vòng mới có thể gọi là nền văn minh thần linh. Các nền văn minh lớn cũng được chia thành nền văn minh mạnh và yếu. Về cách phân biệt thì rất đơn giản, là xem nền văn minh nào có nhiều cường giả phá vòng. Mà sở dĩ tất cả những thế lực siêu cấp này hội tụ trong vũ trụ chỉ vì một lý do, thiên lộ. Thiên lộ nằm ở vô thượng thiên giới. Đó là con đường rộng hàng trăm ngàn trượng, được hình thành bởi vạn pháp vạn đạo trên thế gian, đi không phải là đường, mà là nhân quả, là luân hồi. Nguồn gốc của thiên lộ này rất thần bí, nhưng mọi người đều biết rất rõ, thiên lộ này nhất định có liên quan đến ý chí tối cao. Mà tận cùng của thiên lộ thì không ai biết đó rốt cục là gì, bởi vì cho đến nay vẫn chưa có ai có thể đi đến cuối thiên lộ này. Tất cả các thế lực hội tụ trong vũ trụ nguyên thủy chính là vì bí mật ở cuối thiên lộ. Rất lâu sau, Diệp Quân gặp bản đồ an toàn vũ trụ nguyên thủy vào, mặc dù hắn cũng rất tò mò về thiên lộ, nhưng đối với hắn mà nói, đó không phải là chuyện hắn nên cân nhắc vào lúc này. Hiện tại hắn rất nóng lòng muốn biết hiện tại mình thuộc cấp độ nào. Nếu có thể, tốt nhất là có thể chiến đấu với một cường giả cấp phá vòng thật sự. Một lúc sau, hắn đã đến chiến trường vũ trụ, nhìn những tòa tháp đá thông thiên dày đặc trên vùng đất hoang, Diệp Quân vẫn có chút kinh ngạc. Bởi vì hắn biết rằng những tòa tháp đá thông thiên này được xây dựng bởi nhiều nền văn minh vũ trụ khác nhau, chỉ có nền văn minh thần linh mới có thể xây dựng được tòa tháp đá tu luyện thông thiên cho nền văn minh của chính mình. Mà ở đây, có hàng chục ngàn tháp đá tu luyện thông thiên. Vũ trụ nguyên thủy này thực sự là một võ đài lớn. Hắn bước nhanh về phía xa, từ bản đồ an toàn vũ trụ nguyên thủy, hắn biết được rằng tháp đá tu luyện thông thiên ở đây cũng có các cấp độ từ thấp đến cao, linh, thần và trí. Các cấp độ khác nhau tương ứng với các cấp độ văn minh khác nhau. Tháp đá linh đại diện cho nền văn minh vũ trụ thần linh, còn thần là đại diện cho nền văn minh thần linh siêu cấp, còn về trí, là văn minh tối cao, cũng chính là năm thế lực văn minh tối cao. Cấp độ thấp nhất là văn minh thần linh. Cục diện cao cấp. Chẳng bao lâu sau, hắn đã mất đi sự phấn khích vì phát hiện ra rằng việc vào loại tháp đá thông thiên này đòi hỏi một khoản phí rất đắt. Cho dù đối với tháp đá thông thiên cấp độ linh, phí một lần về cơ bản cũng cao tới 5 vạn tổ linh tinh. Nói cách khác, hiện tại hắn chỉ có thể đi đến tháp đá thông thiên thấp nhất. Tất nhiên, khoản phí này không chỉ cho phép ngươi tiến vào và chiến đấu. Mỗi tháp đá thông thiên đại diện cho một nền văn minh vũ trụ. Một khi bước vào đó, không chỉ có thể chiến đấu với những thiên tài của nền văn minh vũ trụ đó, mà còn có thể tu luyện trong đó. Phương pháp tu luyện của mỗi một nền văn minh vũ trụ đều khác nhau, điều đó có nghĩa là chỉ cần có tiền, người có thể trải nghiệm các phương pháp tu luyện của tất cả các nền văn minh vũ trụ. Trong chiến trường vũ trụ này, tháp đá thông thiên nổi tiếng nhất chắc chắn là tòa tháp do tiên bảo các xây dựng, trong đó không chỉ có linh khí dồi dào nhất, còn có chức năng nghịch thiên, 5 năm trong đó chỉ bằng một ngày bên ngoài. Điều này có gì khác với gian lận? Hơn nữa, bên trong còn có một tòa võ các, chứa vô số thần thông mật pháp của các võ công kinh điển, đều là loại đỉnh cao. Và còn được cập nhật thường xuyên. Đó chính là một thiên đường cho tất cả những người tu luyện. Nhược điểm duy nhất chính là quá đắt. Cực kỳ đắt. Muốn vào tu luyện một lần, phải tốn 290.000 viên tinh linh nguyên thủy. Đồng thời, chỉ có thể ở đó 10 ngày, đương nhiên tương đương với 50 năm. Mà có gần 300.000 tổ linh tinh, tuyệt đối không phải người bình thường. Tổ linh tinh là loại tiền tệ phổ biến của vũ trụ nguyên thủy này, chúng rất quý giá, chỉ có thể có được trong vũ trụ nguyên thủy. Các nền văn minh đỉnh cao bên ngoài muốn có được thực sự cũng rất khó, ngoài việc bán những thứ quý giá của nền văn minh vũ trụ của mình, còn phải khám phá những khu vực bí mật nguy hiểm nhất trong vũ trụ nguyên thủy, nhưng điều này rất nguy hiểm. Hơn nữa, nếu muốn vào tháp đá tu luyện của tiên bảo các thì phải đặt chỗ trước. Nghe nói xếp hàng đặt chỗ đã xếp đến 100 năm sau rồi. Tất nhiên, còn có một cách khác, đó là có thể thêm tiền để chen hàng. Có đủ tiền, người có thể vào bất cứ lúc nào. Nếu tiên bảo các là tòa tháp đá tu luyện được yêu thích nhất thì tòa tháp đá tu luyện khổ môn lại ít được chào đón nhất. Miễn phí cho người vào, cũng không ai vào. Thật là khổ quá rồi. Đó không phải là thứ con người có thể tu luyện. Ngay cả một số đại yêu thượng cổ cũng không dám dễ dàng đi đến tháp đá tu luyện khổ môn. Ngoài tháp đá tu luyện của tiên bảo các tháp đá tu luyện của thần đạo tông và bản vô tông và hợp quan các cũng rất được chào đón. Cũng rất được chào đón, đặc biệt là hợp quan các. Bọn họ chú ý đến sự hòa hợp của âm dương, sự hòa hợp của trời và người. Để giúp ngươi thăng cấp, họ sẽ dẫn ngươi làm một số điều kỳ lạ.
Về phần bản vô tông, bởi vì họ chú ý đến giác ngộ, nên trong tháp đá tu luyện của họ, để có thể khiến người giác ngộ, họ sẽ có một bộ phương pháp độc đáo, tất nhiên là không thể 100% khiến bạn giác ngộ. Điều đó cuối cùng phụ thuộc vào thiên phú của chính ngươi, nhưng chỉ cần giác ngộ, thực lực của ngươi có thể được cải thiện rất nhiều. Phí vào cửa của 5 phòng tu luyện cao cấp nhất cao ngất ngưởng, người bình thường không thể nào dùng được. Diệp Quân đi lòng vòng một vòng, cuối cùng chọn được một tòa tháp đá tu luyện tên là Văn Minh Quần Tinh, hắn lấy ra bản đồ an toàn vũ trụ nguyên thủy để tìm hiểu về nền Văn Minh Quần Tinh này. Đây là một nền văn minh đặc biệt, cũng là một nền văn minh cấp thần linh. Bọn họ tín ngưỡng các vì sao, tin rằng các vì sao là nơi tận cùng của vũ trụ. Nó đã từng rất hùng mạnh, nghe nói nó gần như đã trở thành một nền văn minh tối cao, nhưng sau đó, không rõ vì lý do gì, nền văn minh này bắt đầu suy tàn dần dần. Sở dĩ hắn chọn Văn Minh Quần Tinh này là vì nền văn minh này đã từng gần đạt tới nền văn minh tối cao, bọn họ chắc chắn có chút đặc biệt. Tất nhiên, lý do chính là vì Văn Minh Quần Tinh này rẻ hơn các nền văn minh khác. Tháp đá tu luyện của các nền văn minh khác thấp nhất cũng có giá khoảng 7-8 vạn, nhưng họ chỉ cần 5 vạn 2. Diệp Quân đến trước tháp đá tu luyện của Văn Minh Quần Tinh. Điều làm hắn ngạc nhiên là các tháp tu luyện của các nền văn minh vũ trụ khác khá sôi động, người ra vào rất nhiều, nhưng ở đây lại rất ít. Người đứng canh gác trước tháp đá tu luyện là một ông già, vừa nhìn thấy Diệp Quân, ông ta lập tức đứng dậy, vẻ mặt rất hưng phấn, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Ông ta bình tĩnh nói, muốn vào tu luyện à? Diệp Quân gật đầu, Được được. Ông lão vội vàng nói, chàng trai trẻ, người thật là sáng suốt. Nền văn minh quần tinh của chúng ta là nền văn minh nổi tiếng nhất. Hử. Diệp Quân nhìn ông lão cười, ta đang nói sau này. Sau này, văn minh quần tinh chúng ta nhất định sẽ là nền văn minh nổi tiếng nhất, điều này là chắc chắn. Diệp Quân có chút đau đầu, sao lão già này có chút không bình thường. Hắn cũng cảm thấy nền văn minh quần tinh này có chút không bình thường. Ông lão dường như sợ Diệp Quân hối hận, vội vàng nói, trả 5 vạn 2 tổ linh tinh, người có thể đi vào rồi. Diệp Quân do dự. Thấy Diệp Quân do dự, ông lão vội vàng nói, thôi bỏ đi, thấy ngươi đẹp trai, ta giảm giá cho ngươi, 800 tổ linh tinh là đủ rồi. Chết tiệt. Diệp Quân sửng sốt. Ngươi giảm giá như vậy sao? Có vấn đề lớn. Không chút do dự, Diệp Quân quay người bỏ chạy, nhưng ông lão đã tóm lấy hắn và nói, miễn phí, tiểu huynh đệ, hôm nay chúng ta miễn phí. Tiểu huynh đệ, đừng sợ, chúng ta là những người nghiêm túc. Nói xong, hắn bị kéo thẳng vào tháp đá tu luyện. Diệp Quân. Sau khi ông lão tiến cử tháp đá tu luyện cho Diệp Quân, ông ta nhanh chóng lấy ra một viên đá hình ngôi sao nhỏ. Hưng phấn nói, làm việc, làm việc. Diệp Quân vừa tiến vào tháp đá tu luyện, dưới chân hắn xuất hiện một trận truyền tống tinh tú, sau đó hắn đi đến một tinh vực không xác định. Trong tinh vực này, nếu nhìn lên, sẽ thấy vô số ngôi sao. Những ngôi sao đó nằm rải rác trong vực sâu của vũ trụ, phát ra ánh sáng rực rỡ. Khi Diệp Quân đang nghi hoặc, đột nhiên, ánh sáng của các vì sao chiếu đến từ mọi hướng. Hắn ngây ra. Ánh sáng của các ngôi sao bay từ bốn phía như những ngôi sao băng, và cuối cùng rơi xuống xung quanh hắn. Ánh sáng của các ngôi sao phân tán, những nam nữ thanh niên xuất hiện xung quanh hắn, có đến hơn 1.000 người, hơn nữa, họ đều có cảnh giới rất cao, thấp nhất cũng vượt qua thần minh cảnh. Đàn ông đều mặc áo dài đen, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng đen, chiếc áo choàng rất đẹp, bên trên giống như một tinh hà, lấp lánh, phụ nữ mặc váy màu tím sẫm và cũng mặc áo choàng có hình ngôi sao. Không giống như đàn ông, phần lớn phụ nữ còn đội một chiếc mũ có sừng trông rất dễ thương. Đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy, Diệp Quân chợt bối rối. Mà những người kia đều tò mò nhìn Diệp Quân, không chỉ nhìn hắn, còn thì thầm với nhau. Lúc này, một người đàn ông chậm rãi bước ra, ông ta tóc bạc, trong miệng ngậm một nhánh cỏ dại, dáng vẻ có chút bất cần. Diệp Quân nhìn người vừa đi ra, ta tới đây tu luyện. Người đàn ông tóc bạc cười khúc khích, được được. Diệp Quân nói, sao ngươi lại cười tục tĩu như vậy? Tục tĩu? Người đàn ông tóc bạc nghiêm túc nói, có sao? Được rồi, nào, ngươi ra tay đi. Diệp Quân nói, với ngươi. Người đàn ông tóc bạc lắc đầu, là với chúng ta. Diệp Quân nhìn chằm chằm người đàn ông tóc bạc, với các ngươi. Vừa nói, hắn vừa liếc nhìn đám người đàn ông tóc bạc. Người đàn ông tóc bạc gật đầu, đúng vậy, với chúng ta. Diệp Quân trầm mặc một lát mới nói, các người có phải muốn cướp không?
Người đàn ông tóc bạc sửng sốt, sao ngươi biết? Lúc này, ông ta ý thức được điều gì, vội vàng dừng lại, sau đó nghiêm túc nói, sao có thể? Chúng ta không phải loại người như vậy. Một cô bé khoảng 15, 16 tuổi ở bên cạnh kéo tay áo ông ta, nghiêm túc nói, ca, chúng ta chính là loại người như vậy. Người đàn ông tóc bạc. Diệp Quân im lặng. Mẹ nó. Đã vào hang ổ của thổ phỉ rồi. Cô bé bên cạnh người đàn ông tóc bạc nhìn Diệp Quân, ấm áp nói, ngươi đừng sợ. Nền văn minh quần tinh của chúng ta là một nền văn minh nói đạo lý. Chúng ta chỉ kiếm tiền, chứ không hại mạng. Nếu ngươi không có tiền thì chỉ cần viết thư cho nền văn minh của ngươi, để người nhà ngươi đến chuộc ngươi, chúng ta chỉ cần 10 vạn tổ linh tinh, nếu như các người cũng khó khăn, chúng ta có thể giảm giá. Diệp Quân. Tiền chuộc. Diệp Quân nhìn cô gái nhỏ bên cạnh người đàn ông tóc bạc, cô ta đội một chiếc mũ sừng dê, trông có vẻ yếu đuối, nhưng lời nói lại không hề yếu đuối, chút nào. Diệp Quân cười nói, con bé này, bắt cóc mà cũng keo kiệt như vậy, 100.000 tổ, cô không thấy quá ít sao? Cô bé nghiêm túc nói, làm việc phải biết chừa đường lui, không nên quá đáng. Diệp Quân. Cái gì bắt cóc, tinh thần, em đừng nói nhảm. Người đàn ông tóc bạc bất mãn liếc nhìn em gái mình, sau đó nhìn Diệp Quân, cười nói, để tôi nói cho anh biết quy tắc ở đây, trong tháp đá tu luyện của nền văn minh quần tinh của chúng tôi, người chiến thắng có thể lấy đi những thứ của bên thua trận như một chiến lợi phẩm, mọi người đều biết điều này. Diệp Quân nói, các người không có viết ở bên ngoài. Người đàn ông tóc bạc cười khúc khích nói, bây giờ không phải tôi đang nói cho anh biết sao. Diệp Quân. Cô bé bên cạnh người đàn ông tóc bạc giữ lấy anh ta, nghiêm túc nói, anh, người này rất lương thiện, để lại cho anh ta một ít chi phí đi lại. Người đàn ông tóc bạc mỉm cười nói, đừng lo lắng, anh làm việc đều có chừng mực. Diệp Quân cũng hơi kinh ngạc, hắn không ngờ rằng nền văn minh quần tinh này lại cướp đoạt táo tợn như vậy. Thật là tuyệt. Người đàn ông tóc bạc cười khúc khích nói, người anh em, giao hết những gì anh có ra đây thì anh có thể rời đi. Chúng tôi chỉ cần tiền chứ không cần mạng. Sau khi anh rời đi, chúng ta vẫn là anh em tốt. Diệp Quân nói, tôi muốn đấu tay đôi với cậu. Tôi. Người đàn ông tóc bạc chỉ vào mình. Diệp Quân gật gật đầu, tôi muốn đấu tay đôi với cậu, nếu cậu đánh bại tôi sẽ cho cậu tất cả bảo vật mà tôi có. Người đàn ông tóc bạc nhìn Diệp Quân một lát rồi bỗng nhiên cười nói, người anh em, có phải anh đang giả heo ăn thịt hổ không vậy? Diệp Quân. Người đàn ông tóc bạc liên tục lắc đầu, không. Tôi sẽ không cho anh cơ hội, tôi phải đánh hội đồng, nếu anh không giao đồ ra, hơn 1.000 người chúng tôi sẽ đánh một mình anh. Sắc mặt Diệp Quân tối sầm, các người làm như vậy không sợ bị người ngoài văn minh chê cười sao? Người đàn ông tóc bạc mỉm cười nói, không sợ. Diệp Quân khó hiểu, tại sao? Người đàn ông tóc bạc nghiêm túc nói, bởi vì chúng tôi không biết xấu hổ. Sắc mặt Diệp Quân cứng đờ, thầm kêu hay thật. Người đàn ông tóc bạc đang muốn nói. Lúc này Diệp Quân đột nhiên nhảy lên, hắn và người đàn ông tóc bạc cách xa nhau khoảng trăm trượng, mọi người còn chưa kịp phản đối lại thì Diệp Quân đã cầm kiếm xông tới trước mặt người đàn ông tóc bạc. Tuy nhiên, ngay sau đó, trong mắt Diệp Quân hiện lên một sự kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện ra một luồng hơi thở đáng sợ đang truyền đến từ bên phải mình với tốc độ cực nhanh. Diệp Quân lập tức buông tha người đàn ông tóc bạc trước mặt, đột nhiên quay người lại dùng kiếm chém xuống. Bùm! Ánh sáng của một ngôi sao vỡ tan. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn sang bên cạnh, người ra tay chính là em gái của người đàn ông tóc bạc, lúc này trên tay trái cô ta đang cầm một chiếc cung lớn rất không phù hợp với chiều cao của cô ta, chiếc cung kia còn cao hơn cô ta, thân cung màu xanh trong như pha lê, như được rèn từ những ngôi sao, dây cung thì có màu như mạ vàng và lưu chuyển như nước, Diệp Quân phát hiện ra rằng đó là một loại năm tháng đặc biệt. Sử dụng các ngôi sao làm thân cung và năm tháng làm dây cung. Thấy Diệp Quân nhìn mình. Cô bé kia kéo căng dây cung ra và nói, anh, đầu hàng thì không giết. Kiếm tu. Cách đó không xa, người đàn ông tóc bạc vừa chạy thoát đột nhiên kinh ngạc nói, anh chấm ans lại là một kiếm tu. Diệp Quân quay người nhìn về phía người đàn ông tóc bạc, anh ta vội vàng nói, mọi người nhanh chóng cùng nhau xông lên đi. Khi giọng nói của anh ta vừa dứt, những người đàn ông và phụ nữ của nền văn minh quần tinh ở xung quanh đột nhiên bắt đầu hát lớn. Giọng hát của họ lúc đầu giống như những dòng suối chảy chậm trên những hòn đá nhỏ, nhẹ nhàng trầm chậm và êm dịu, nhưng ngay sau đó, giọng hát của họ đột nhiên trở nên to hơn như những đợt sóng vỗ vào bờ, hết đợt này đến đợt khác, sôi động và dâng trào. Khi họ hát, Diệp Quân cau mày thật sâu,
bởi vì hắn phát hiện ra rằng tất cả các ngôi sao trong vũ trụ vô tận này bắt đầu quay tròn với tốc độ cao. Có điều gì đó không đúng. Diệp Quân không dám bất cẩn, bởi vì hắn đang đối mặt với những thiên tài hàng đầu thế hệ trẻ tuổi của nền văn minh quần tinh này, không chỉ một, mà là một nhóm người. Diệp Quân không có ra tay, hắn cảm thấy khá hứng thú với nền văn minh này. Đúng lúc này, người đàn ông tóc bạc đột nhiên hét lớn, quần tinh. Tiêu diệt đi. Vừa dứt lời, trong vũ trụ bao la, vô số ngôi sao đột nhiên bộc phát ra ánh sao sáng ngời xuyên thấu thời không, trong nháy mắt đã đi tới chung quanh Diệp Quân, bao trùm lấy hắn chỉ trong tích tắc. Trên sân, các thiên tài của văn minh quần tinh đều đang nhìn chằm chằm vào khu vực Diệp Quân đang đứng, người đàn ông tóc bạc dẫn đầu có chút lo lắng, không đánh chết anh ta đó chứ. Dù không biết xấu hổ nhưng họ vẫn có đạo đức, bao năm qua, họ chỉ cướp bóc chứ chưa từng giết ai. Cướp bóc là do nghèo, vì miếng ăn mà tổn thương mạng sống thì hơi quá đáng. Bass. Ngay lúc người đàn ông tóc bạc và những người khác đang lo lắng cho sự sống chết của Diệp Quân, âm thanh của một thanh kiếm đột nhiên vang vọng khắp vũ trụ, sau đó, biển sao kia bị thanh kiếm trực tiếp xé nát thành từng mảnh. Mẹ kiếp! Người đàn ông tóc bạc và những người khác đột nhiên bị sốc, nhưng trước khi họ kịp phản ứng thì một thanh kiếm đã trực tiếp bay vút về phía người đàn ông tóc bạc. Tốc độ của hắn cực kỳ nhanh và chỉ trong chớp mắt đã đến trước mặt người đàn ông tóc bạc. Trước khi thanh kiếm của Diệp Quân chuẩn bị đâm vào giữa mày của người đàn ông tóc bạc, hắn đột nhiên cảm thấy một luồng hơi thở mạnh mẽ từ phía sau truyền đến, hắn đột nhiên quay lại và chém một kiếm, một mũi tên sao trực tiếp ghim vào lưỡi kiếm của hắn. Bùm! Ánh sao tan vỡ. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn, lại nhìn thấy cô gái nhỏ trước đó, lúc này cô bé đang kéo cung tên nhắm vào hắn. Mũi tên kia được tạo thành từ sức mạnh của vô số ngôi sao, xung quanh cô ta là một vòng xoáy khổng lồ của những ngôi sao, những luồng sức mạnh đáng sợ của sao trời không ngừng lan rộng, vô cùng đáng sợ. Diệp Quân nhìn cô bé, cười nói, thú vị. Giọng nói vừa dứt, hắn đột nhiên biến mất tại chỗ. Cô bé chợt buông tay. Vèo. Một mũi tên ngôi sao đột nhiên bắn xuyên qua bầu trời, trong khoảnh khắc mũi tên được bắn ra, các ngôi sao trong thiên hà vô tận bắt đầu quay tròn. Những luồng sức mạnh ngôi sao đáng sợ dâng trào, cuối cùng như dòng nước hội tụ thành sông ào ạt đổ vào mũi tên kia. Hơi thở của mũi tên đó đột nhiên dâng trào điên cuồng. Diệp Quân cười nhạt, đột nhiên vung kiếm đâm ra. Bùm! Mũi tên kia đột nhiên vỡ vụn, nổ tung ra thành vô số mảnh sao nhỏ. Ở phía xa, sắc mặt cô gái nhỏ thay đổi lớn, đang muốn bắn lần nữa, nhưng ngay sau đó, đồng tử của cô ta đột nhiên co rút lại. Bởi vì một thanh kiếm đã chĩa vào giữa lông mày cô ta. Trong mắt cô gái nhỏ hiện lên một tia không cam lòng, trong đó còn có một chút bướng bỉnh, tay trái của cô ta nắm chặt cây cung lớn, ngay lúc Diệp Quân cho rằng cô ta vẫn muốn ra tay thì cô ta lại giơ cao cây cung lên và nói, tôi đầu hàng. Diệp Quân! Và xung quanh, các cường giả của nền văn minh quần tinh cũng choáng váng tại chỗ. Mẹ kiếp! Người đàn ông tóc bạc đột nhiên nhận ra điều gì đó, kinh hãi nói, anh! Anh là cái tên phá vòng chết tiệt, anh điên rồi, một kẻ phá vòng như anh lại đến đây để tập luyện. Kẻ phá vòng. Nghe được lời nói của người đàn ông tóc bạc, các thiên tài và yêu nghiệt của nền văn minh quần tinh ở đó đều vô cùng sửng sốt, họ nhìn Diệp Quân, đôi mắt trợn to như đèn lồng. Bởi vì trong nền văn minh quần tinh của họ, chỉ có một kẻ phá vòng duy nhất, đó chính là chủ nhân nền văn minh của họ. Và anh chàng trước mặt này lại là kẻ phá vòng. Tại sao kẻ phá vòng lại đến đây? Đây không phải là bắt nạt người khác sao? Tiểu Tháp bỗng nhiên nói, cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao anh không về tìm mẹ anh trước, thì ra anh cố ý đến đây để khoe khoang, tôi hiểu rồi, giàu có không trở về quê hương, như người mặc đồ gấm bước đi trong đêm, khó khăn lắm mới nâng cao thực lực của mình, chắc chắn phải giả ngầu một lần. Diệp Quân phớt lờ Tháp ra, hắn lấy chiếc cung lớn từ tay cô bé, nhưng cô bé vẫn cố giữ chặt đầu kia của chiếc cung, cô ta nhìn Diệp Quân. Trong mắt đầy nước mắt và không chịu khuất phục. Diệp Quân nói, theo quy tắc của các người thì hiện tại cái này là của tôi. Cô bé tủi thân nhìn hắn, nước mắt không kìm được mà chảy dài trên khuôn mặt. Diệp Quân vẫn giật lấy cây cung, không những thế còn giật lấy chiếc nhẫn trên tay cô bé. Cô bé càng khóc to hơn. Diệp Quân quay người lại nhìn người đàn ông tóc bạc, giọng nói của anh ta run rẩy nói, anh trai à, anh chính là kẻ phá vòng. Diệp Quân gật đầu, ừ. Người đàn ông tóc bạc nuốt nước bọt, anh là kẻ phá vòng, anh đến đây làm gì? Anh, không phải anh đến đây để bắt nạt người khác sao? Diệp Quân thành thật nói, tôi còn tưởng rằng các người đều là kẻ phá vòng. Không ngờ các người lại không phải.
Ôi, nếu biết vậy tôi đã không tới. Mọi người. Người đàn ông tóc bạc đen mặt, tên này giết người còn muốn moi tim. Diệp Quân nói, bây giờ tôi đã thắng, giao hết tất cả nhẫn của các người ra đây. Tôi không. Lúc này, một người đàn ông của nền văn minh lập tức đứng dậy, hắn ta ngang ngược, trừng mắt nhìn Diệp Quân, muốn tiền thì không có, chỉ có một cái mạng, cậu. Lời còn chưa dứt, một thanh kiếm đã kề vào giữa lông mày của hắn ta. Vẻ mặt người đàn ông kia cứng đờ, giọng run run nói, cậu. Nghiêm túc đấy à? Diệp Quân nhìn hắn ta không nói một lời, hắn đâm kiếm về phía trước, khiến trán hắn ta rách một vết nhỏ, máu tràn ra. Người đàn ông nhanh chóng lấy chiếc nhẫn của mình ra đặt lên thanh kiếm mà Diệp Quân nói, anh trai, quy tắc của giang hồ, giao tiền thì không được giết. Diệp Quân cất chiếc nhẫn đi, sau đó nhìn những người của văn minh quần tinh trên sân, vốn dĩ họ còn muốn phản kháng một chút, nhưng khi biết Diệp Quân là kẻ phá vòng, họ đã trực tiếp từ bỏ ý định đó, dù sao thì tiền tài cũng chỉ là vật ngoài thân thôi. Họ lần lượt giao nộp nhẫn của mình. Diệp Quân thu hết nhẫn của mọi người đi, cuối cùng hắn nhìn người đàn ông tóc bạc. Anh ta do dự rồi nói, anh trai, tôi đưa nhẫn cho anh có thể trả lại cây cung cho em gái tôi được không? Diệp Quân quả quyết nói, không được. Người đàn ông tóc bạc cầu xin, anh trai, đó là mạng sống của em gái tôi, anh trả lại cho con bé đi, sau này tôi sẽ kiếm tiền trả lại cho anh. Diệp Quân vẫn lắc đầu, không được. Anh trai à? Người đàn ông tóc bạc đột nhiên ôm lấy đùi Diệp Quân, rên rỉ, anh ruột à? Anh thương xót cho tôi và em gái tôi đi. Làm sao con bé có thể sống được nếu không có cây, cung tinh thần, đó. Con bé là niềm hy vọng cuối cùng của nền văn minh quần tinh chúng tôi. Anh trai à, trả lại cho con bé đi, tôi gọi anh là ba cũng được. Lúc này, cô bé bước tới chỗ người đàn ông tóc bạc, cô ta nhẹ nhàng kéo người đàn ông tóc bạc lên, tuy vẫn đang khóc nhưng cô ta lại ôm chặt anh trai mình, không để anh ta cầu xin người khác, nhưng anh ta vẫn ôm chặt đùi Diệp Quân, như thể nếu Diệp Quân không đồng ý anh ta sẽ không buông ra. Diệp Quân suy nghĩ một chút rồi nói, gần đây tôi tương đối nghèo. Nghèo. Người đàn ông tóc bạc ngẩng đầu nhìn Diệp Quân, đáng thương nói, anh trai à, anh là kẻ phá vòng mà còn nghèo sao? Anh có biết chúng tôi nghèo đến mức nào không? Nền văn minh quần tinh của chúng tôi vẫn còn đang mắc nợ. Tiên bảo các cho chúng tôi vay nặng lãi, bây giờ chúng tôi còn nợ họ hơn mấy trăm vạn tổ tinh linh. Nếu không phải bị ép vào đường cùng, chúng tôi đã không đến làm chuyện cướp bóc này. Diệp Quân. Người đàn ông tóc bạc khóc thật, không phải đang giả vờ, nước mắt tuôn như suối, đúng là làm người ta thương xót rơi lệ. Mà anh ta vừa khóc, cô gái tóc bạc bên cạnh cũng bị ảnh hưởng, khóc giống theo. Diệp Quân có chút khó hiểu hỏi, vừa rồi các người nói mình thiếu nợ tiên bảo các mấy trăm vạn miếng tổ linh tinh. Hai người đang khóc, nghe thế càng khóc thảm hơn. Diệp Quân trầm giọng, còn muốn cây cung này không hả? Tiếng khóc im bặt. Hai anh em vội ngẩng đầu nhìn Diệp Quân. Cô bé cũng nhìn chằm chằm Diệp Quân, đôi mắt như có ánh sao giống như kẻ sắp chết đuối vớ được khúc cây. Người đàn ông tóc bạc vội nói, anh trai à. Diệp Quân nói, xảy ra chuyện gì? Anh nói thử xem. Nếu như tiên bảo các cố ý cho vay nặng lãi, tất nhiên hắn phải xen vào vì điều này có thể làm những người này nhà tan cửa nát. Đương nhiên với sự hiểu biết về mẹ của hắn, mẹ sẽ không làm chuyện này. Người đàn ông tóc bạc thấp giọng thở dài, cái này không trách được tiên bảo các. Ngược lại chúng ta còn phải cảm ơn họ. Nghe thế Diệp Quân khó hiểu hơn, nói tiếp đi. Người đàn ông tóc bạc nhìn Diệp Quân, anh trai, có phải anh mới tới thủy vũ trụ này không? Diệp Quân gật đầu. Thảo nào. Người đàn ông tóc bạc cũng không còn nghi ngờ, anh trai, anh không biết, văn minh quần tinh chúng tôi từng là văn minh vô cùng mạnh mẽ, ngày xưa, suýt trở thành văn minh tối cao rồi. Nói tới đây thì mặt anh ta khá kiêu ngạo. Còn cô bé bên cạnh thì siết chặt tay, mặt kiên định. Người đàn ông tóc bạc nói tiếp, về sau, văn minh chúng ta gặp vấn đề lớn. Vấn đề lớn này là không có tiền. Diệp Quân hoài nghi, không có tiền. Người đàn ông tóc bạc gật đầu, đạo pháp tu hành của quần tinh chúng tôi là phải nghiên cứu cả đời. Sau này tổ tiên có một người đột phá về chất, phát hiện tinh hạch tinh. Anh biết tinh hạch tinh không? Diệp Quân lắc đầu. Người đàn ông tóc bạc trợn to mắt, không, không biết. Diệp Quân gật đầu. Người đàn ông tóc bạc vô cùng nghi ngờ, người này thật sự phá vòng sao? Hay từ trong núi ra? Không nghĩ nhiều, người đàn ông tóc bạc tiếp tục, tinh hạch tinh là một loại tinh thạch có năng lượng cao, nó là thứ được ngưng tụ thành từ sức mạnh tinh thần hơn triệu năm, bên trong chứa đựng năng lượng tinh thần vô cùng đáng sợ,
vượt xa tổ tinh linh. Tổ tiên chúng tôi phát hiện tinh hạch tinh này có tác dụng to lớn đối với đạo pháp thì bắt đầu thu thập, dùng nó cải tạo lại đạo tinh pháp của văn minh quần tinh, qua hơn trăm năm, cuối cùng cũng thành, sau đó chúng tôi cũng có bước tiến nhảy vọt, thậm chí không thua kém thần đạo tộc và khổ môn. Diệp Quân, về sau thì... Người đàn ông tóc bạc thở dài, về sau chúng tôi cạn vốn. Diệp Quân, bị ba nhà kia chèn ép. Người đàn ông tóc bạc lắc đầu, không phải, sau này là do chúng tôi tự nảy sinh vấn đề, đạo tinh pháp sửa đổi có thể gia tăng thực lực chúng tôi tới mức cao nhất nhưng có một vấn đề cực lớn trong này là... Nó hao quá nhiều. Diệp Quân, người đàn ông tóc bạc nói cho chính xác là chỉ có thể hấp thụ tinh hạch tinh thì mới có thể tu hành đạo tinh pháp, hơn nữa để phát huy thực lực thật sự. Nếu không có tinh hạch tinh thì khả năng chiến đấu chúng tôi bị giảm không chỉ gấp 5. Diệp Quân nhìn cô bé kia, người đàn ông tóc bạc nói, nếu em gái tôi có tinh hạch tinh, uy lực mũi tên không chỉ tăng gấp 10, vì con bé là người có thiên phú nhất văn minh, có điều. Không có tiền, thiên phú cũng bị kiềm hãm. Cô bé cúi đầu, gương mặt cô đơn. Diệp Quân nói, vậy nên văn minh cách người ngày càng nghèo, đúng không? Người đàn ông tóc bạc gật đầu. Phải, nhập khẩu đã từ xa đã khó. Chúng tôi cũng đã quen công pháp mới, nên không muốn dùng lại cái cũ. Không phải chúng tôi cổ hủ, vì chúng tôi nhận ra dù không có tinh hạch tinh, uy lực của công pháp mới cũng mạnh hơn cũ rất nhiều. Diệp Quân im lặng. Lần đầu hắn gặp một nền văn minh vì tiền mà đi lùi. Cô bé bên cạnh bỗng nói, rồi sẽ có một ngày ta nghiên cứu ra công pháp cấp tinh mà không cần tiền. Người đàn ông tóc bạc cười khổ. Rất bất khả thi. Dù là đám biến thái khổ môn, tu luyện cũng cần tiền. Mà dù không tự lĩnh ngộ thì cũng cần có điều kiện, không có điều kiện. Người lĩnh ngộ được cái gì? Diệp Quân nói, cho nên, các người đi tiên bảo các mượn tiền. Người đàn ông tóc bạc gật đầu, ừ, không còn cách nào khác, nếu không hỏi vay bọn họ thì tất cả chúng tôi đều sẽ xong đời. Diệp Quân hỏi, lãi suất ở tiên bảo các có cao không? Người đàn ông tóc bạc lắc đầu, cũng không cao lắm. Họ giảm giá cho chúng tôi. Đương nhiên là họ đưa ra một yêu cầu, đó là chúng tôi cần phải cung cấp cho họ công pháp tu hành và kỹ năng chiến đấu của nền văn minh quần tinh của chúng tôi để họ nghiên cứu. Chính vì như vậy, chúng tôi mới có thể mượn được mấy trăm vạn tổ linh tinh. Diệp Quân gật đầu, thì ra là vậy. Người đàn ông tóc bạc nói, tiên bảo các khá thú vị, ngoài việc cho chúng tôi vay tiền, chúng tôi còn có thể nhận các nhiệm vụ khác nhau từ họ để trả nợ. Tất nhiên. Số tiền chúng tôi kiếm được ít hơn nhiều so với số tiền chúng tôi tiêu, bởi vì đạo tinh pháp, các loại kỹ thuật chiến đấu mạnh mẽ khác nhau của chúng tôi trong giai đoạn sau đều đòi hỏi, tinh hạch tinh, để phát huy toàn bộ sức mạnh của chúng. Diệp Quân im lặng, có lẽ hắn đã hiểu. Nền văn minh quần tinh này, có tinh hạch tinh thì có thể sánh ngang với những nền văn minh tối cao, nếu không có tinh hạch tinh thì nó chỉ có thể là nền văn minh cấp thần, và nó có thể còn ở cấp độ thấp nhất trong số các nền văn minh cấp thần. Người đàn ông tóc bạc đột nhiên nói một cách đáng thương, anh trai, cây cung này. Diệp Quân nhìn cô bé ở bên cạnh, cô bé cũng đang nhìn hắn, cô ta hơi mong đợi, nhưng cũng có chút bất an. Diệp Quân mở lòng bàn tay ra, cây cung kia bay tới trước mặt cô bé ôm chặt cây cung, nước mắt không ngừng tuôn ra, mừng đến phát khóc. Người đàn ông tóc bạc cũng thở phào nhẹ nhõm, thật ra có một điều anh ta chưa nói ra, đó chính là cung tinh thần. Này chính là vũ khí tổ tiên của nền văn minh quần tinh của bọn họ để lại, nếu để mất đi anh ta sẽ thực sự trở thành tội đồ của nền văn minh quần tinh. Theo anh ta thấy, em gái thua cuộc là do người anh trai như anh ta đã không làm tròn trách nhiệm của mình. Dù thế nào đi nữa, cây cung bị mất đã tìm lại được. Người đàn ông tóc bạc nhìn Diệp Quân, trong lòng mỉm cười, tuy rằng người anh em này có thực lực mạnh mẽ, nhưng hắn lại không biết nhìn hàng. Hơn nữa, làm người hiền lành. Quan trọng nhất là còn rất ngây thơ. Nghĩ tới đây, anh ta đảo mắt, không biết đang nghĩ gì. Diệp Quân không có hứng thú gì với cây cung đó, tất nhiên, hắn biết cây cung này có phần đặc biệt, nhưng so với thanh huyền kiếm và tháp nhỏ của hắn thì còn kém xa. Hơn nữa, hắn cũng có kế hoạch riêng của mình. Diệp Quân liếc nhìn người đàn ông tóc bạc không thành thật trước mặt, xưng hô như thế nào. Người đàn ông tóc bạc vội vàng nói, tôi tên là Mạc Tinh Hà. Bên cạnh là em gái tôi Mạc Tinh Thần. Diệp Quân nói, các người cướp như thế này không những không kiếm được nhiều tiền mà còn làm mất uy tín của nền văn minh vũ trụ của chính các người, vì vậy, đây không phải là giải pháp lâu dài. Mạc Tinh Hà thấp giọng thở dài, chúng tôi cũng biết, nhưng không có cách nào khác, bây giờ ngoại trừ việc khám phá bí cảnh ở khắp nơi,
kiếm tiền từ nơi khác đều quá chậm. Nói tới đây, anh ta đột nhiên nhìn về phía Diệp Quân, anh trai, anh có thể chỉ cho chúng tôi một phương pháp được không? Diệp Quân hỏi, các người có thể điều khiển ngôi sao được đúng không? Mạc Tinh Hà gật đầu, ừ. Diệp Quân khá hưng phấn nói, các người có thể mở ra một cái thiên hà, sau đó biến thiên hà đó thành địa điểm du lịch, ở đây có nhiều nền văn minh như vậy, nhất định có rất nhiều cường giả của các văn minh đồng ý đi. Nói đến đây, hắn chợt nhận ra sắc mặt của Mạc Tinh Hà và Mạc Tinh Thần có vẻ kỳ quái, liền hỏi, sao vậy? Mạc Tinh Hà trầm giọng nói, anh trai à, anh là người của Tiên Bảo Các à? Diệp Quân. Mạc Tinh Hà nhìn hắn, lúc trước Tiên Bảo Các đã yêu cầu chúng tôi làm việc này, đồng thời xây dựng nền văn minh quần tinh của chúng tôi thành một điểm thu hút khách du lịch, họ giúp chúng tôi tuyên truyền và thu hút mọi người, lợi ích chia đôi, bây giờ mỗi ngày tôi và em gái phải dành một giờ để biểu diễn các tuyệt kỹ ngôi sao. Sắc mặt Diệp Quân cứng đờ, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường, tôi còn có một kế hoạch khác, các người có thể thành lập một bộ phận đặc biệt, tiết lộ một chút cốt lõi của đạo tinh pháp, để các vị thần của nền văn minh khác tới cùng nhau nghiên cứu, họ chắc chắn rất có hứng thú với việc đột phá đến cảnh giới cao nhất, vậy thì các người có thể nhân cơ hội này thu phí cao. Lúc này, hắn đột nhiên dừng lại, vì hai anh em đang nhìn chằm chằm thẳng vào hắn. Diệp Quân hỏi, sao vậy? Mạc Tinh Hà nói, Tiên Bảo Các đã thành lập một bộ phận cho chúng tôi tên là Đột Phá Đến Tối Cao, bất cứ ai muốn gia nhập bộ phận này để nghiên cứu nền văn minh đều phải nộp 50 vạn tổ linh tinh, Tiên Bảo Các sẽ đóng vai trò đảm bảo để đảm bảo rằng nền văn minh quần tinh của chúng tôi đưa ra đồ thật cho mọi người nghiên cứu, lợi ích giữa chúng tôi và Tiên Bảo Các sẽ là 50-50. Nói xong, anh ta dừng một chút rồi nói, còn nữa, bọn họ nói những nền văn minh cấp thần này là thị trường cao cấp, nhưng cũng không thể bỏ qua thị trường cấp thấp. Cho nên, bọn họ đã điểm tô cho các trưởng lão của chúng tôi, gọi là chuyên gia tối cao, đi khắp nơi giảng giải về đột phá đến tối cao cho những nền văn minh có ít kiến thức, phí diễn thuyết chia 37, trưởng lão 7, Tiên Bảo Các 3, bởi vì Tiên Bảo Các có danh tiếng tốt, nếu không có họ đảm bảo thì những người khác sẽ không nghe lời nói dối của các chuyên gia của chúng tôi, ấy không, họ sẽ không nghe chúng tôi diễn thuyết. Diệp Quân sửng sốt. Oh shit! Mẹ hắn đã kiếm hết tiền trước rồi. Diệp Quân nhìn Mạc Tinh Hà nói, đã có Tiên Bảo Các giúp đỡ mà các người vẫn còn nghèo sao? Mạc Tinh Hà thấp giọng thở dài, anh trai, có chuyện anh không biết, tuy có sự giúp đỡ của Tiên Bảo Các, kinh tế của nền văn minh quần tinh chúng tôi đã cải thiện một chút, nhưng so với những gì chúng tôi cần cho việc tu luyện thì chỉ như muối bỏ biển thôi, không đủ chút nào. Diệp Quân cũng hơi bất đắc dĩ, theo như lời tên trước mặt này nói, việc tu luyện của nền văn minh này thực sự quá cường điệu. Tinh hạch tinh. Phải biết rằng, 1.000 tổ linh tinh chỉ có thể miễn cưỡng đổi lấy một viên tinh hạch tinh. Nhưng thứ mà hầu hết những người tu luyện trong nền văn minh này đều cần để tu luyện là tinh hạch tinh. Ai có thể chịu được điều này? Diệp Quân thu hồi suy nghĩ, sau đó nhìn Mạc Tinh Hà, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ không thể giúp được gì. Khóe miệng Mạc Tinh Hà hiện lên một tia cay đắng. Diệp Quân đột nhiên hỏi, hỏi chút chuyện, tôi nên đến tháp đá nào để tu luyện? Mạc Tinh Hà lập tức nói, tới cấp. Nói đến đây, anh ta do dự rồi nói, anh trai à, anh là kẻ phá vòng. Chẳng lẽ anh không biết thực lực của mình sao? Diệp Quân bình tĩnh nói, kẻ phá vòng, thực ra cũng bình thường thôi, thật sự. Vẻ mặt Mạc Tinh Hà cứng đờ, trời ạ, sao anh trai này lại nói chuyện như vậy? Diệp Quân nói, tôi mới tới Thủy Vũ Trụ, cũng không biết nhiều về nơi này, nên tôi mới đi tới tháp tu luyện ở nền văn minh của các người. Tôi không ngờ các người cũng không phải kẻ phá vòng. Mạc Tinh Hà đen mặt, tại sao khi anh trai này nói chuyện luôn có vẻ khoe khoang như vậy? Diệp Quân nói, tôi đi đây. Nói xong hắn quay người rời đi. Từ từ. Lúc này Mạc Tinh Hà đột nhiên kéo Diệp Quân lại. Diệp Quân quay đầu nhìn Mạc Tinh Hà, khó hiểu, Mạc Tinh Hà nói, anh trai à, có phải anh muốn đi phòng tu luyện cấp cao nhất không? Diệp Quân gật đầu. Mạc Tinh Hà nói, vậy có lẽ số tiền hiện tại của anh không đủ đâu. Vừa nói, trong lòng anh ta lại đau đớn không thể giải thích được, bởi vì tất cả số tiền Diệp Quân có bây giờ đều là tiền của nền văn minh quần tinh bọn họ. Diệp Quân nhìn ra anh ta đang suy nghĩ gì đó nên hỏi, vậy theo cậu thấy? Mạc Tinh Hà vội vàng nói, đi cấm địa thần lăng. Diệp Quân hơi khó hiểu, cấm địa thần lăng. Mạc Tinh Hà vội vàng gật đầu, Thủy Vũ Trụ có 4 cấm địa lớn, đó là cấm địa thần lăng, di tích cổ xưa, di tích bách tộc, và thiên lộ trong truyền thuyết. Chúng ta có thể đi tới cấm địa thần lăng, bởi vì cách đây không lâu,
có người đã phát hiện ra một di tích trong cấm địa thần lăng. Nói đến đây, anh ta trở nên hưng phấn, cấm địa thần lăng này không hề đơn giản, bởi vì đã từng có người phát hiện ra tổ linh mạch và thần khí chí tôn trong truyền thuyết bên trong. Diệp Quân nói, có nguy hiểm không? Mạc Tinh Hà do dự một chút, sau đó nói, đương nhiên là nguy hiểm. Diệp Quân gật đầu, nguy hiểm thì đi, nếu không thì không thú vị. Mạc Tinh Hà. Diệp Quân nói, làm sao tới đó? Mạc Tinh Hà vội vàng nói, chúng tôi dẫn anh đi. Diệp Quân liếc nhìn hai anh em này, hai người. Mạc Tinh Hà vội vàng gật đầu, đúng vậy, đúng vậy, đúng lúc chúng tôi cũng phải đến đó, vừa hay có thể làm bạn đồng hành, anh thấy, có tiện không? Diệp Quân gật đầu, được. Tiểu Tháp nói, không phải cậu nên đi Tiên Bảo Các sao? Diệp Quân nói, Tháp gia, cậu để tôi yên đi, tôi muốn giả vờ. À không, tôi muốn trải nghiệm thử cuộc sống của người thường. Tiểu Tháp nói, cậu chính là muốn đi khoe khoang. Diệp Quân. Nghe thấy Diệp Quân đồng ý, Mạc Tinh Hà lập tức hưng phấn, tuy rằng anh ta và em gái không quá sợ hãi đi tới di tích thần lăng, nhưng cũng không thể đi đến một số nơi nguy hiểm, nhưng nếu như mang theo vị kiếm tu này. Mẹ nó. Vượt ải. Trực tiếp vượt ải. Diệp Quân không muốn lãng phí thời gian, nên lập tức đi đến nơi gọi là thần lăng kia. Trên đường đi, Mạc Tinh Hà cũng giới thiệu thần lăng cho hắn, thần lăng đã tồn tại bao lâu thì bọn họ cũng không biết, bởi vì khi tộc thần đạo tới đây thì di tích thần lăng cũng đã tồn tại. Năm đó, tộc thần đạo đã dốc toàn lực để khám phá di tích thần lăng này, nhưng sau đó, không rõ vì lý do gì mà họ đã rút lui ra ngoài và còn bị tổn thất rất nhiều cường giả, cho đến lúc này, nơi này trở thành vùng cấm trong thủy vũ trụ. Không lâu sau, hai anh em Mạc Tinh Hà đã đưa Diệp Quân đến cấm địa thần lăng. Lối vào cấm địa của thần lăng nằm sâu trong một ngọn núi rộng lớn, sau khi xuyên hàng trăm vạn dặm núi, cuối cùng họ cũng đến được lối vào của cấm địa thần lăng. Điều khiến Diệp Quân kinh ngạc là cách lối vào của cấm địa thần lăng không xa có một thành trì được xây dựng trên núi và nó khá rộng lớn. Mạc Tinh Hà nói, nơi này là Tiên Bảo Thành, do Tiên Bảo Các thành lập. Diệp Quân khá tò mò, Tiên Bảo Các thành lập sao? Mạc Tinh Hà gật đầu, bọn họ đã mất một tháng để xây dựng tòa thành này ở đây. Sau đó mỗi ngày đều thu được mấy chục vạn tổ linh tinh. Khi nói điều này, trong mắt anh ta và em gái Mạc Tinh Thần không hề che giấu sự hâm mộ. Mỗi ngày nhận được mấy chục vạn tổ linh tinh. Diệp Quân nghe được câu này, tim đập kịch liệt. Rất nhanh, ba người đã tới trước cửa Tiên Bảo Thành, Diệp Quân nói, phải đóng phí vào thành à. Mạc Tinh Hà lắc đầu, không cần. Diệp Quân gật đầu, như vậy cũng khá tốt. Mạc Tinh Hà lại nói, nhưng phải đóng phí tạm trú. Diệp Quân quay đầu nhìn Mạc Tinh Hà, anh ta nói, sau khi vào thành, không ở lại quá một canh giờ thì miễn phí, nếu ở lại quá một canh giờ thì phải trả 10 viên tổ linh tinh, 10 viên tổ linh tinh có thể ở lại trong thành 3 ngày, nếu muốn tiếp tục ở lại sau 3 ngày thì phải gia hạn. Diệp Quân, Mạc Tinh Hà chỉ vào bức tường trên cổng thành cách đó không xa, ở đó có thể quẹt thẻ. Diệp Quân quay đầu nhìn Mạc Tinh Hà, quẹt thẻ. Mạc Tinh Hà nói, anh không biết sao? À! Tôi quên mất anh trai vừa mới tới thủy vũ trụ, cái vụ thẻ quẹt này là, trong Tiên Bảo Các có một bộ phận tên là Ngân hàng Tiên Bảo, nơi này hơi kiêu ngạo bởi vì đây là nơi chuyên dùng để gửi tiền, tức là nếu anh gửi tiền ở đây, họ sẽ cho anh lãi suất hàng năm, ví dụ như nếu anh gửi 100 vạn tổ linh tinh, mỗi năm sẽ cấp thêm cho anh 3 vạn tổ linh tinh, lãi suất khoảng 3%, nếu anh gửi nhiều, chẳng hạn như 1.000 vạn tổ linh tinh thì lãi suất có thể lên tới 5%. Hơn nữa còn có thể trở thành khách hàng cao cấp nhất của họ, được hưởng rất nhiều lợi ích, ví dụ như nếu chúng ta là khách hàng cao cấp nhất, thì lúc này Tiên Bảo Các đã cử người đến đón chúng ta. Diệp Quân, Mạc Tinh Hà lại bổ sung, tôi nghe các anh em ở các nền văn minh khác nói, nền văn minh của bọn họ đã gửi hơn 1.000 vạn tổ linh tinh trong Tiên Bảo Các sẽ tặng quà cho nền văn minh của bọn họ mỗi tháng. Mặc dù đều không có giá trị gì đặc biệt, nhưng lại có danh tiếng. Hơn nữa, nghe nói nếu tiết kiệm được nhiều, nếu anh gặp phải chuyện gì đó, Tiên Bảo Các có thể sẽ ra mặt giúp anh giải quyết. Diệp Quân tò mò nói, mọi người đều tin tưởng Tiên Bảo Các như vậy à, đem toàn bộ tiền bạc gửi hết vào chỗ họ. Mạc Tinh Hà nói, lúc đầu không ai tin, nhưng về sau, mọi người đều chấp nhận tin tưởng. Diệp Quân khó hiểu, tại sao? Mạc Tinh Hà nói, bởi vì bốn thế lực tối cao khác đột nhiên đồng thời bảo đảm cho Tiên Bảo Các và gửi ở chỗ họ một số tiền rất lớn. Ngoài ra, sau này mọi người đều phát hiện ra Tiên Bảo Các làm ăn rất công bằng và uy tín, vì vậy, mọi người bắt đầu gửi tiền vào chỗ họ.
Điều quan trọng nhất là họ có thể cho vay, anh nói xem, ai mà không có thời điểm khẩn cấp. Vì vậy, ngày càng có nhiều nền văn minh giao tiếp với họ. Diệp Quân gật đầu, thì ra là vậy. Mạc Tinh Hà bước sang một bên và lấy ra một tấm thẻ và quẹt nó. Diệp Quân liếc nhìn thẻ của Mạc Tinh Hà và không nói gì. Cảm nhận được ánh mắt của Diệp Quân, Mạc Tinh Hà sợ hắn cướp đi, vội vàng nói, anh trai à, trong tấm thẻ này chỉ còn lại mấy trăm tổ linh tinh. Diệp Quân gật đầu, tôi không có ý gì khác. Mạc Tinh Hà. Ba người tiếp tục tiến về phía trước, trên đường, Mạc Tinh Hà nói, muốn tiến vào cấm địa thần lăng, chúng ta phải chuẩn bị một số thứ, đều là những thứ thiết yếu. Diệp Quân có chút tò mò, là cái gì? Mạc Tinh Hà nói, bùa ngự trận, trấn hồn đan, và quan trọng nhất là bản đồ tránh nguy hiểm. Diệp Quân hơi nhíu mày, không hiểu lắm. Mạc Tinh Hà biết hắn không hiểu, thế là giải thích, bùa ngự trận này là để chống lại những trận pháp còn sót lại trong thần lăng. Trong di tích thần lăng còn sót lại rất nhiều trận pháp, những trận pháp đó rất mạnh mẽ, nếu có lá bùa này phòng thủ thì có thể chống lại những trận pháp đó, giảm bớt rất nhiều rắc rối. Lá bùa ngự trận này do nền văn minh trận đạo và tiên bảo các phối hợp phát hành, một tờ 6.800 tổ linh tinh. Diệp Quân, Mạc Tinh Hà tiếp tục nói, còn có trấn hồn đan này, loại đan dược này có thể ổn định linh hồn. Trong di tích của thần lăng, có một số chỗ sẽ ảnh hưởng đến linh hồn, có trấn hồn đan này. Chúng ta có thể vượt qua một số nơi nguy hiểm ở giai đoạn đầu. Diệp Quân hỏi, vậy bản đồ tránh nguy hiểm này là gì? Mạc Tinh Hà nói, đây là bản đồ di tích thần lăng do tiên bảo các và bốn cường giả của các văn minh tối cao khác hợp tác vẽ ra, trên đó mô tả chi tiết những nơi nào có thể và không thể đi, nếu nhất quyết phải đi đến những nơi nguy hiểm thì trên đó cũng sẽ có thông tin chi tiết về địa điểm đó. Vì vậy, bản đồ này là thứ cần phải mua. Diệp Quân nói, nếu tôi mua một bản, có thể lấy ra bán cho người khác với giá thấp được không? Mạc Tinh Hà nói, trên lý luận thì có thể, nhưng nếu làm như vậy, anh sẽ xúc phạm năm nền văn minh tối cao. Diệp Quân nghi ngờ hỏi, nói vậy là có ý gì? Mạc Tinh Hà nói, theo lời của Tiên Bảo Các, đây là anh đã xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của họ nên họ sẽ xử lý anh. Diệp Quân, Mạc Tinh Hà lại bổ sung, hơn nữa, không chỉ có một nhà xử lý anh, mà là năm nhà cùng nhau xử lý. Bởi vì đó là do bọn họ cùng nhau phát triển, anh nghĩ xem, ai có thể chịu nổi năm nhà bọn họ cùng nhau tấn công. Diệp Quân, Mạc Tinh Hà nói, hơn nữa, họ sẽ thường xuyên cập nhật bản đồ tránh nguy hiểm này, ví dụ như bản đồ chúng ta mua hôm nay có thể hữu ích trong tháng này, nhưng nó có thể không hữu ích vào tháng sau. Bởi vì trong đó có một số trận pháp đặc biệt, nên cấm địa đó rất kỳ lạ, thường xuyên xuất hiện một số di tích lộn xộn. Diệp Quân gật đầu, thì ra là vậy. Mạc Tinh Hà thấp giọng thở dài, tiên bảo các thật sự rất giàu có, nghe nói bọn họ hình như có một thiếu các chủ gì đó. Mẹ kiếp, tên khốn này thật may mắn, từ khi sinh ra đã có tiền tiêu không hết rồi, anh trai, anh thấy có đúng không? Chương 6.152 đáng tin 100%. Mạc Tinh Hà đột nhiên cười khà khà nói, nếu như chúng ta bắt cóc thiếu các chủ này, không biết tiên bảo các sẵn sàng trả bao nhiêu tiền để chuộc anh ta. Mạc Tinh Thần đứng bên cạnh Mạc Tinh Hà. Nãy giờ vẫn im lặng kéo tay áo anh ta, ý bảo anh ta đừng nói nhảm, cẩn thận họa từ trong miệng mà ra. Mạc Tinh Hà cười khà khà, không sao đâu, anh trai không phải người ngoài. Diệp Quân cười nói, thật ra tôi cảm thấy ý tưởng của cậu cũng không tệ. Chết tiệt! Mạc Tinh Hà đột nhiên giật mình, vội vàng nắm lấy cánh tay Diệp Quân, giọng run run nói, anh trai, tôi chỉ nói đùa thôi, thiếu các chủ của tiên bảo các là ai? Nếu chúng ta dám động vào hắn thì đừng nói là toàn tộc mà toàn bộ nền văn minh cũng không còn một con kiến nào, vì vậy anh tuyệt đối đừng nghĩ như vậy. Mạc Tinh Thần vội vàng gật đầu, vẻ mặt rất nghiêm túc. Diệp Quân nghiêm túc nói, nhưng nếu chúng ta bắt cóc hắn thì nhất định sẽ kiếm được không ít tiền. Anh trai! Mạc Tinh Hà có chút sợ hãi, tuyệt đối không được làm chuyện này, cho dù anh có làm thì cũng đừng nói là tôi đã nói với anh. Diệp Quân cười nói. Đừng sợ, thiếu các chủ của tiên bảo các cũng không có gì đặc biệt, không phải hắn chỉ may mắn thôi sao? Nếu như hắn sinh ra trong một gia đình bình thường, có lẽ còn kém xa cậu. Mạc Tinh Hà suy nghĩ một chút rồi nói, tôi nghĩ những gì anh trai nói thực ra là... cũng khá có lý, ha ha. Diệp Quân! Anh nói sai rồi. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên truyền đến từ bên cạnh. Ba người Diệp Quân quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy một thiếu niên mặc áo gấm chậm rãi đi tới, trên mặt còn lộ ra vẻ không vui.
Thiếu niên mặc áo gấm nhìn Diệp Quân, nghiêm túc nói, anh vừa mới nói, thiếu các chủ của tiên bảo các không có gì đặc biệt, điều này không đúng. Diệp Quân nói, tại sao lại không đúng? Thiếu niên mặc áo gấm bước đến trước mặt ba người và nói, thật ra người đời đều có hiểu lầm về những người đứng đầu thế hệ thứ hai này, đó là hầu hết đều cho rằng họ là những kẻ vô dụng, chỉ biết ăn chơi đàn đúm, trên thực tế thì loại thế hệ thứ hai đó tương đối ít, các thế hệ thứ hai thực sự của các gia tộc lớn đều được gia tộc bồi dưỡng cẩn thận từ khi còn nhỏ, được hưởng những tài nguyên tốt nhất, đặc biệt là về kiến thức và tầm nhìn, những thứ này người bình thường không thể có được. Mạc Tinh Hà lập tức phản bác, cậu cũng nói bọn họ được hưởng những tài nguyên tốt nhất, kiến thức và tầm nhìn của bọn họ từ nhỏ đã khác với những người khác, nhưng nếu họ là người bình thường thì sao? Thiếu niên mặc áo gấm mỉm cười nói, người anh em này, anh đừng vội, điều tôi thực sự muốn nói là, anh có biết tiên bảo các đã bồi dưỡng vị thiếu các chủ này như thế nào không? Mạc Tinh Hà khẽ cau mày, bồi dưỡng như thế nào? Thiếu niên mặc áo gấm nói, người anh em à, tin tức của anh hơi bị lạc hậu đó, hiện tại khắp nơi đều có lời đồn đại về vị thiếu các chủ này. Nghe nói sở dĩ anh ấy không có mặt ở thủy vũ trụ là vì anh ấy bị nuôi thả. Nuôi thả? Mạc Tinh Hà choáng váng. Thiếu niên mặc áo gấm gật đầu, đúng vậy, thật sự nuôi thả, nghe nói tiên bảo các muốn anh ấy trải nghiệm nỗi khổ và khó khăn của thế gian. Anh thấy đấy, một người từ khi sinh ra đã giàu nứt đố đổ vách như vậy lại đồng ý tuyển tử, các người cho rằng loại người này sẽ là người đơn giản sao? Nói thật, nếu là tôi chắc chắn không làm được. Nhưng anh ấy lại có thể làm được, sự can đảm này rất hiếm có trên thế gian. Diệp Quân gật đầu, cậu nói rất hay, cậu có thể tiếp tục. Mạc Tinh Hà. Thiếu niên mặc áo gấm mỉm cười nói, tôi nghĩ, đừng cho rằng người ta thuộc thế hệ thứ hai thì sẽ không biết nỗ lực. Trên thực tế, nhiều thế hệ thứ hai còn nỗ lực hơn những người bình thường như chúng ta nhiều, mà người giống như thiếu các chủ của tiên bảo các sinh ra đã có ưu thế, còn chấp nhận bị nuôi thả thì lại càng hiếm hơn. Mạc Tinh Hà trầm giọng nói, tin tức hắn bị nuôi thả có đáng tin cậy không? Thiếu niên mặc áo gấm nói, đáng tin 100%. Mạc Tinh Hà nhìn thiếu niên mặc áo gấm, sao lại nói vậy? Thiếu niên mặc áo gấm mỉm cười nói, thành thật mà nói, tôi đã từng gặp anh ấy trước đây, lúc trước chúng tôi đã coi nhau là anh em. Diệp Quân, chương 6153 vậy chúng ta đi cùng nhau đi. Trên mặt Mạc Tinh Hà tràn đầy kinh ngạc. Cậu và tên Diệp Quân kia coi nhau như anh em à? Thiếu niên mặc áo gấm gật đầu, trên mặt không có biểu cảm gì khác lạ, đúng vậy, năm đó chúng tôi vừa gặp đã thấy hợp nhau, cho nên mới coi nhau là anh em. Diệp Quân đột nhiên hỏi, cậu tên gì? Thiếu niên mặc áo gấm chắp tay cười nói, tôi là Tiêu Nguyên Khải. Diệp Quân im lặng. Hắn chắc chắn 100% rằng hắn không quen biết tên này. Tiêu Nguyên Khải bỗng nhiên thấp giọng thở dài, hai, các người không biết, bởi vì bị nuôi thả không thể sử dụng thế lực trong nhà mình, cho nên khi gặp phải kẻ địch mạnh hơn mình ở bên ngoài, anh ấy đành phải tự chống chọi. Đặc biệt là đôi khi gặp phải kẻ địch vượt xa trình độ của mình, cơ thể của anh ấy thật sự đã bị đánh tan tành rất nhiều lần. Còn không thể gọi người giúp, anh ấy rất khổ sở. Diệp Quân. Mạc Tinh Hà cao mày nói, tại sao gặp phải kẻ địch mạnh hơn mình rất nhiều lại không thể gọi người khác giúp? Đầu óc bị hỏng rồi à? Diệp Quân liếc nhìn Mạc Tinh Hà một cái nhưng không nói gì. Tiêu Nguyên Khải nghiêm nghị nói, người anh em à, anh không biết đúng không? Gọi người khác sẽ bị nghiện, sẽ càng ngày càng phụ thuộc vào người trong nhà, tình trạng này rất có hại cho tâm cảnh của bản thân. Diệp Quân gật đầu, được, cậu tiếp tục nói đi. Mạc Tinh Hà lắc đầu, tôi vẫn không thể hiểu được, người ta đã mạnh hơn mình nhiều như vậy thì tại sao không thể gọi người khác? Đây không phải là muốn chịu ngược đãi sao? Tiêu Nguyên Khải nói, cho nên anh không có người nhà. Này! Mạc Tinh Hà lập tức bất mãn, sao cậu lại nói như vậy? Xin lỗi! Tiêu Nguyên Khải mỉm cười xin lỗi, ý tôi là, vậy nên anh mới không có người nhà đặc biệt mạnh. Tôi nghe những người ở Tiên Bảo Các nói rằng cha của anh Diệp hình như cũng đã từng được nuôi thả mà trưởng thành. Diệp Quân! Tiêu Nguyên Khải tiếp tục nói. Cha của anh ấy bị nuôi thả, cho nên cha anh ấy là một cường giả cực kỳ mạnh mẽ, chính vì điều này mà anh Diệp của tôi mới có thể trở thành thế hệ thứ hai. Anh không thể trở thành thế hệ thứ hai, có lẽ là do cha của anh không được nuôi thả. Vô lý! Mạc Tinh Hà đột nhiên có chút lo lắng, cậu chỉ đang cắt câu lấy nghĩa thôi,
việc nuôi thả và trở thành một cường giả cực kỳ mạnh mẽ không có mối liên hệ tất yếu nào cả. Tiêu Nguyên Khải cười nói, đối với người bình thường thì đúng là như vậy, bởi vì bản thân người bình thường đều ở trong trạng thái được nuôi thả, nhưng đối với những gia tộc lớn cao cấp như vậy thì lại hoàn toàn khác. Nếu người bị nuôi thả thực sự tạo ra một con đường của riêng mình, sau đó anh ấy lại thừa kế tài sản trong nhà. Điều đó có ý nghĩa gì? Mạc Tinh Hà im lặng không nói. Một gia tộc lớn thì chính gia tộc đó cũng đã đứng trên đỉnh thế giới, nhưng nếu người của gia tộc lớn này rời đi để thành lập một con đường mới và đạt đến đỉnh cao thế giới, sau đó người này kế thừa tài sản của gia tộc. Điều đó chắc chắn rất đáng sợ. Diệp Quân liếc nhìn Tiêu Nguyên Khải nhưng không nói gì. Tiêu Nguyên Khải bỗng nhiên nói, ba người muốn đi tới di tích thần Lăng Hà. Mạc Tinh Hà gật đầu, ừ. Tiêu Nguyên Khải lập tức nói, cùng nhau, cùng nhau. Mạc Tinh Hà liếc nhìn cậu ta, lại nhìn Diệp Quân, chuyện này vẫn phải để anh trai quyết định. Tiêu Nguyên Khải cũng nhìn về phía Diệp Quân, cười nói, di tích thần Lăng cực kỳ nguy hiểm, nhiều người thì nhiều sự giúp đỡ, anh thấy thế nào? Đương nhiên, nếu không tiện, tôi. Diệp Quân nói, vậy chúng ta đi cùng nhau đi. Tiêu Nguyên Khải vội vàng gật đầu, được. Chẳng bao lâu, ba người Diệp Quân đã đến một thương hội do Tiên Bảo Các mở để mua đồ. Mạc Tinh Hà và Mạc Tinh Thần đều không có tiền, nên Diệp Quân đành phải đi mua đồ, còn Tiêu Nguyên Khải thì không mua gì mà chỉ đi theo bên cạnh họ. Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, bốn người lên đường đến di tích thần Lăng. Chương 6154 Diệp Quân một cách đáng thương. Khi bốn người vừa đến lối vào di tích thần Lăng, một cô gái có vẻ ngoài thanh tú bước tới chào đón họ, cô ta trông khoảng 17 đến 18 tuổi, trông rất tươi trẻ, là người của Tiên Bảo Các. Bởi vì chiếc váy mà cô ta đang mặc có một chữ rất rõ ràng, tiên. Cô gái nhìn bốn người với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, xin chào bốn vị, mọi người muốn tiến vào di tích thần Lăng đúng không? Diệp Quân gật đầu, ừ. Cô gái hiển nhiên biết Diệp Quân là người quyết định, vì vậy cô ta lấy ra một cuốn sổ tay đưa cho Diệp Quân, vị công tử tuấn tú đẹp trai này, đây là bảo hiểm tai nạn nhân thọ do Tiên Bảo Các chúng tôi phát hành, ngài xem thử. Cái gì? Diệp Quân sửng sốt, bảo hiểm tai nạn nhân thọ. Cô gái chớp mắt, đúng vậy, mặc dù thực lực của ba công tử và chị gái này thoạt nhìn rất mạnh, nhưng di tích thần Lăng lại cực kỳ nguy hiểm, nếu như... Ý tôi là nếu có điều gì đó không hay xảy ra, thì người nhà của bốn người hoàn toàn không có sự bảo đảm nào cả. Vì vậy, vì lợi ích của người nhà của những người tu luyện, Tiên Bảo Các của chúng tôi đã triển khai, bảo hiểm tai nạn nhân thọ, chỉ cần mua bảo hiểm tai nạn nhân thọ này thì người nhà của mọi người sẽ có được một sự bảo đảm. Điều này là vì lợi ích của người nhà các vị. Toàn thân Diệp Quân đã tê dần, hắn mở ra nhìn thì thấy trong đó viết, bảo hiểm tai nạn di tích thần Lăng, số tiền, 28.000 tổ linh tinh. Nếu vô tình chết trong di tích thần Lăng, người nhà của người mua sẽ nhận được, bồi thường 90.000 tổ linh tinh. Hơn nữa Tiên Bảo Các sẽ cố gắng hết sức để giúp bạn lấy lại xương cốt của mình để chôn cất. Tất nhiên, đầu tiên là bạn phải có xương cốt đã. Nói một cách dễ hiểu, chỉ cần bạn mua bảo hiểm tai nạn nhân thọ này, Tiên Bảo Các sẽ chịu trách nhiệm về mọi việc sau khi bạn chết. Diệp Quân lập tức nói, không cần, chúng tôi không mua. Nói xong, hắn đưa lại cuốn sổ cho cô gái rồi bước ra xa, nhưng đúng lúc này, Mạc Tinh Hà lại đột nhiên kéo hắn lại, nói, anh trai. Phải mua cái này, có lợi. Diệp Quân. Tiêu Nguyên Khải ở một bên cũng gật đầu, cái này phải mua. Danh dự của Tiên Bảo Các có thể yên tâm, nếu như chúng ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn, người nhà của chúng ta có thể thu được một khoản tổ linh tinh. Diệp Quân. Diệp Quân nhìn cô gái trước mặt, nếu chúng tôi không chết thì sao? Cô gái chớp đôi mắt to nói, không sao cả, bảo hiểm tai nạn nhân thọ của di tích thần Lăng có giá trị suốt đời ở di tích thần Lăng. Khi nào ngài chết thì chúng tôi sẽ bồi thường. Sắc mặt Diệp Quân cứng đờ, sau khi nghe xong lời này thì hình như thật sự có lợi. Lúc nào chết, lúc ấy bồi thường. Tuy chỉ giới hạn ở tàn tích thần Lăng, nhưng Diệp Quân đã suy nghĩ kỹ và thấy rằng đó thực sự là một thỏa thuận tốt. Mua một lần, sử dụng trọn đời. Không thể không nói rằng phương pháp kiếm tiền của mẹ hắn thực sự quá đáng kinh ngạc. Những người duy nhất có thể so sánh được với sự giàu có của mẹ hắn e là chỉ có Nhị Nha và Tiểu Bạch. Lúc này, Tiêu Nguyên Khởi ở một bên lấy ra một lượng tổ linh tinh, đưa cho người phụ nữ trước mặt, người phụ nữ cười rạng rỡ, nhanh chóng lấy bản khế ước đã chuẩn bị sẵn ra đưa cho Tiêu Nguyên Khởi.
Tiêu Nguyên khởi lấy máu mình nhỏ vào đó, và khế ước được hoàn thành. Tổng cộng có hai bản khế ước, một bản cho chính Tiêu Nguyên khởi và một bản cho Tiên Bảo Các. Cho dù Tiêu Nguyên khởi trực tiếp bị cưỡng bức xóa bỏ, hợp đồng mà bọn họ lưu trữ có thể đảm bảo rằng gia đình Tiêu Nguyên khởi vẫn sẽ nhận được tiền bồi thường, bởi vì trong khế ước, sẽ yêu cầu khách viết một người liên hệ khi khẩn cấp. Mộ Tinh Hà và Mộ Tinh Thần rõ ràng muốn mua một cái, nhưng họ không có tiền và chỉ có thể nhìn Diệp Quân một cách đáng thương. Nhìn thấy ánh mắt đáng thương của hai huynh muội, Diệp Quân có chút đau đầu, nếu không chịu mua cho hai người này, e là bọn họ sẽ cứ ở lì đây. Phải nói là mẹ hắn mạnh quá, những người này lại đều cam tâm tình nguyện bỏ tiền ra. Tất nhiên, theo như hắn thấy, cái gọi là bảo hiểm nhân sinh này thực ra khá tốt, với điều kiện là bồi thường thật, không tranh cãi, không bắt nạt người khác. Rất rõ ràng, danh tiếng của mẹ hắn về mặt này chắc chắn rất tốt. Vì vậy, để chăm sóc việc làm ăn của mẹ mình, Diệp Quân đã bất đắc dĩ mua một phần bảo hiểm cho hai người Mộ Tinh Hà và chính hắn. Mộ Tinh Hà và Mộ Tinh Thần thấy Diệp Quân cũng mua cho họ một phần, liền đột nhiên mỉm cười. Sau khi cả ba người ký khế ước, cô gái xinh đẹp dịu dàng móc ra ba thứ giống như quả bóng, ba vị tiểu ca ca và tiểu tỷ tỷ xinh đẹp. Đây là máy ghi âm, sản phẩm mới toanh do Tiên Bảo Các bọn ta ra mắt, tên là Thiên Nhãn. Mọi thứ được ghi lại bởi máy ghi âm này sẽ được truyền đến tổng bộ máy ghi âm của Tiên Bảo Các bọn ta ngay lập tức. Nói cách khác, ngay cả khi các vị bị giết người đoạt bảo, máy ghi âm này vẫn có thể ghi lại, sau đó bọn ta sẽ đưa đoạn ghi âm cho người nhà các vị, để họ báo thù cho các vị. Chương 6155 đây rốt cục là tàn tích gì? Và Quốc vừa nói, cô ta vừa nhìn Diệp Quân, cực kỳ nghiêm túc nói, vị tiểu ca ca đẹp trai anh Tuấn này, nhất định phải mua. Diệp Quan. Mua. Mộ Tinh Hà ở một bên vội vàng gật đầu, hắn nhìn Diệp Quân, nghiêm túc nói, đại ca, huynh thật sự cần mua cái này, bởi vì trong tàn tích thường xuyên có những chuyện chém giết lẫn nhau, nếu không có thứ này, chúng ta bị giết chết rồi, người nhà cũng không biết là do ai làm. Tiên Bảo Các là một thương gia có lương tâm, đại ca, thứ này nhất định phải mua. Diệp Quân. Tiêu Nguyên Khởi ở một bên cũng gật đầu, phải mua. Nhưng. Nói đến đây, anh ta nhìn người phụ nữ trước mặt, cô nương xinh đẹp này, chúng ta mua nhiều đồ như vậy, có được giảm giá không? Người phụ nữ vẫn giữ nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, một máy ghi âm Thiên Nhãn có giá 6.000 tổ linh tinh. Nếu bốn người mua nó, sẽ là 24.000 tổ linh tinh. Cộng thêm rủi ro tai nạn vừa rồi 10.000, tổng cộng trong là 136.000 tổ linh tinh. Nói đến đây, cô ta đột nhiên lộ ra vẻ mặt rất có lỗi, thật xin lỗi. Tiên Bảo Các của bọn ta quy định, chỉ có đạt đến 150.000 tổ tinh tinh mới được giảm giá, mà các vị còn thiếu 14.000 tổ linh tinh nữa mới đủ 150.000. Hay là, các vị mua thêm một chút đồ nữa. Bốn người. Cuối cùng, sau vài câu trò chuyện giữa Tiêu Nguyên Khởi và người phụ nữ, họ đã mua một số bùa dịch chuyển từ người phụ nữ và đủ được 150.000 tổ linh tinh, nhưng tính toán tổng thể, bọn họ tiết kiệm được 7.000 tổ linh tinh. Cứ như vậy, bốn người bắt đầu lên đường. Trên đường, Diệp Quân đột nhiên quay đầu nhìn người phụ nữ đó, cô nương, tiền hoa hồng của các cô là bao nhiêu? Người phụ nữ ngây ra một chút, sau đó ngọt ngào cười nói, ta là người bán hàng 5 điểm, bán được 100.000 tổ linh tinh, ta được hoa hồng 5.000 tổ linh tinh. Nếu ta có thể bán được 2 triệu tổ linh tinh trong một ngày, ta có thể tăng lên 7 điểm, nếu ta bán được 5 triệu tổ linh tinh, ta có thể trực tiếp tăng lên 10 điểm. Bán càng nhiều, càng được nhiều. Diệp Quân tò mò hỏi, vậy một ngày cô có thể bán được bao nhiêu? Người phụ nữ mỉm cười nói, các này không chắc chắn. Có lúc bán được rất nhiều, có lúc bán được rất ít, còn tùy vào may mắn. Diệp Quân gật đầu, không nói thêm gì nữa, hắn cùng ba người đi về phía tàn tích của thần lăng. Trên đường đi, Mộ Tinh Hà cười nói, đại ca, Tiên Bảo Các lợi hại chứ? Diệp Quân mỉm cười gật đầu. Mộ Tinh Hà lại nói, thực ra, Tiên Bảo Các rất tốt. Diệp Quân nhìn Mộ Tinh Hà nói, bọn họ suy nghĩ rất chu đáo. Hơn nữa, rất đáng tin cậy, cho nên mọi người tiêu tiền cũng đều là cam tâm tình nguyện. Diệp Quân gật đầu. Mộ Tinh Hà dường như nghĩ tới cái gì, đột nhiên nhìn về phía Tiêu Nguyên Khởi, Tiêu Huynh, không phải Huynh nói Huynh và Diệp Quân là Huynh đệ sao? Sao ta thấy Huynh nghèo vậy? Tiêu Nguyên Khởi khẽ mỉm cười, ta và Diệp Huynh là giao tình quân tử,
huynh ấy có tiền thì đó là việc của huynh ấy, không liên quan gì đến ta. Hơn nữa, huynh ấy là người sống tự do, có thể huynh ấy còn nghèo hơn ta. Diệp Quân. Mộ Tinh Hà nói, mọi người nói xem, vậy sau khi Diệp Quân kế thừa gia sản, huynh ấy nhiều tiền như vậy, tiêu thế nào nhỉ? Tiêu Nguyên Khởi trả lời, Diệp huynh nói, sau khi kế thừa gia sản, trước tiên huynh ấy sẽ giúp đỡ những huynh đệ cũ của mình. Đương nhiên là ta từ chối, ta không phải loại người đó. Diệp Quân. Mộ Tinh Hà liếc nhìn Tiêu Nguyên Khởi, nhếch môi, anh ta đương nhiên không tin tên này thực sự có liên quan gì đến Diệp Quân. Tên này thậm chí còn nghèo hơn anh ta khi chưa bị cướp. Một lúc sau, bốn người đi tới trước một bức màn ánh sáng, sau khi đi xuyên qua màn ánh sáng, họ đi đến một nơi hoang vu, nhìn qua một lượt, đầy vẻ hoang tàn, sâu trong vùng hoang vu mơ hồ có một số kiến trúc đổ nát. Mà họ cũng cảm nhận được một số năng lượng trận pháp đặc biệt. Những dao động năng lượng trận pháp đó tràn ngập trời đất. Mặc dù tổn hại không lớn nhưng vẫn sẽ ảnh hưởng đến họ. May mắn thay, một số người đã mua bùa ngự trận, sau khi kích hoạt lá bùa ngự trận đó, lực ảnh hưởng của những trận pháp đó yếu đi rất nhiều. Diệp Quân nhìn xung quanh, phát hiện tàn tích thần lăng khá là náo nhiệt, có rất nhiều người ra vào, hơn nữa, tu vi đều không hề yếu. Mộ Tinh Hà nói, đây chỉ là cửa vào, nếu đi vào trong, ở chỗ sâu hơn sẽ rất ít người. Diệp Quân nói, đây rốt cục là tàn tích gì? Chương 6156 Thác Cổ Huynh, thật trùng hợp. Mộ Tinh Hà lắc đầu, bọn ta không biết. Điều duy nhất bọn ta biết có lẽ chỉ là năm nền văn minh tối cao, bởi vì bọn họ đang liên thủ khai quật nơi này. Diệp Quân nói, năm nền văn minh tối cao đang khai quật ở đây. Mộ Tinh Hà gật đầu, đúng vậy, nhưng bọn họ không phong tỏa nơi này để ăn một mình, mà lựa chọn mở ra. Người của tất cả các nền văn minh đều có thể vào khám phá, nghe nói đây chính là ý của Tiên Bảo Các. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trời đất của thế giới này tràn ngập một loại năng lượng đặc biệt nào đó có thể ngăn cản thần thức, đương nhiên, nó không thể ngăn cản thần thức của hắn, ánh mắt của hắn xuyên qua tầng tầng thời không, nhìn thấy phần sâu nhất của thế giới này, ở cuối tầm mắt của hắn, có một huyết bia cao tới vạn trượng. Huyết bia đó dường như ngưng tụ bằng máu, cao hàng trăm trượng, trên đó có mấy chữ cổ. Diệp Quân thu hồi ánh mắt, quyết định đi xem, thế là nói, chúng ta đi thôi. Mấy người đi về phía xa, trên đường đi, Diệp Quân nhìn thấy rất nhiều tàn tích, những tàn tích đó đã mất đi hình dáng ban đầu và trở nên hoang tàn sau vô số năm. Trên đường đi, mấy người cũng không thu được gì, bởi vì khu vực xung quanh đã được lục soát sạch sẽ. Nếu họ muốn đạt được thứ gì đó, thì chỉ có thể đi đến nơi sâu nhất, đến những nơi chưa có ai từng đặt chân tới. Diệp Quân quyết định đi tới huyết bia đó trước, bởi vì sau huyết bia đó, thần thức của hắn không còn có thể tiến thêm nữa. Khả năng cao sẽ có đồ tốt. Càng đi sâu vào, người xung quanh càng ngày càng ít, Mộ Tinh Hà và ba người khác cũng bắt đầu đề phòng. Mộ Tinh Thần lấy cây thần cung của cô ra với vẻ phấn khích. Đây là lần đầu tiên cô theo ca ca mình vào một tàn tích cấp độ này để khám phá. Cô rất mong đợi các loại chuyện trong truyền thuyết như giết người đoạt bảo, kế thừa tàn tích, chiến đấu trong lửa lớn. Cô đã sẵn sàng bất cứ lúc nào, ba người đàn ông bên cạnh sẽ đánh trận đầu, cô ở bên cạnh bắn tên, biu 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 biu. Khi đi qua một khu tàn tích, họ nhìn thấy một nhóm người đang đánh nhau, hai bên hơn 20 người, cuộc chiến rất ác liệt. Mộ Tinh Thần nhìn thấy cảnh này, lập tức dương cung chuẩn bị đánh nhau lớn, ca ca của cô liền nhanh chóng ngăn cản, muội đang làm gì vậy? Mộ Tinh Thần hưng phấn nói, đánh nhau. Mộ Tinh Hà tối sầm mặt, đánh cái con khỉ, chuyện này không liên quan đến chúng ta. Mộ Tinh Thần vẫn là rất hưng phấn, để muội đánh một lát, muội chỉ bắn hai mũi tên. Muội đảm bảo không bắn chết người. Diệp Quân. Tiêu Nguyên Khởi liếc nhìn Mộ Tinh Thần đang hưng phấn, kinh ngạc nói, cô nương, suy nghĩ của cô thật nguy hiểm. Mộ Tinh Hà vội vàng kéo Mộ Tinh Thần về phía xa, anh ta cũng phát hiện suy nghĩ của tiểu muội mình có chút nguy hiểm. Vô duyên vô cớ bắn hai mũi tên vào người khác, không phải là đang tìm phiền phức sao. Nhưng đi được vài bước, sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói, Tiêu Huynh, sao Huynh lại ở đây? Mấy người quay lại nhìn, một người đàn ông đồ đen chạy tới. Anh ta chính là một người trong nhóm người đang chiến đấu, sắc mặt có chút tái nhợt, khóe miệng còn sót lại vết máu, rõ ràng là đã bị thương. Diệp Quân và Tiêu Nguyên Khởi đều giật mình khi nhìn thấy người đi đến không ai khác chính là Thác Cổ Nguyên.
Tiêu Nguyên Khởi nói, Thác Cổ huynh, thật trùng hợp. Thác Cổ Nguyên mỉm cười, sau đó nhìn Diệp Quân, huynh cũng ở đây à? Diệp Quân mỉm cười gật đầu. Thác Cổ Nguyên lau máu trên khóe miệng, sau đó nói, đánh không lại. Những kẻ đó giống như kẻ điên vậy, chỉ là một thánh khí văn minh. Có cần liều vãng như vậy không? Vừa nói anh ta vừa nhìn bốn người, mọi người muốn đi vào nơi sâu à? Được được, chúng ta cùng đi nhé, có phiền không? Tiêu Nguyên Khởi quay đầu nhìn Diệp Quân cười nói, được. Thế là, đội của họ có thêm một người nữa. Trên đường đi, Thác Cổ Nguyên và Tiêu Nguyên Khởi trò chuyện, Tiêu huynh, lần cuối cùng huynh gặp Diệp huynh là khi nào? Tiêu Nguyên Khởi bình tĩnh nói, nhiều năm trước, khi đó huynh ấy bị một đám người đánh rất thảm. Trên đường ta nhìn thấy việc bất bình liền giúp huynh ấy. Khi đó vì giúp huynh ấy, ta bị người ta đánh gãy chân. Diệp Quân. Tiêu Nguyên Khởi đột nhiên hỏi, Thác Cổ huynh, còn huynh? Lần cuối cùng huynh gặp Diệp huynh là khi nào? Thác Cổ Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía cuối bầu trời, trong mắt có gợn sóng, tựa như đang hồi tưởng lại quá khứ, đó là một buổi chiều đầy nắng và, lúc tôi nhìn thấy huynh ấy, chân huynh ấy vừa bị người ta đánh gãy. Diệp Quân. Chương 6157 phải cẩn thận một chút, và cuốt Tiêu Nguyên Khởi và Thác Cổ Nguyên trò chuyện vui vẻ và rất thân thiện với nhau. Mộ Tinh Hà ở một bên thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn hai người, mặc dù không nói gì, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia nghi ngờ. Còn Mộ Tinh Thần thì nghe vô cùng thích thú, cô rất tò mò về thiếu các chủ của Tiên Bảo Các. Tất nhiên, lý do khiến cô tò mò đơn giản là vì Tiên Bảo Các có rất nhiều tiền. Cô tò mò liệu thiếu các chủ của Tiên Bảo Các có thể tiêu hết số tiền đó không? Nếu tiêu không hết, cô nghĩ cô có thể giúp đỡ tiêu một chút. Bốn người đi xuyên qua vùng đất hoang, đi vào sâu trong một dãy núi che khuất bầu trời, ngẩng đầu không thấy bầu trời, xung quanh là một cảm giác chán nản. Mấy người trở nên cảnh giác. Bởi vì khu vực này đã có rất ít người vào khám phá, ở đây được gọi là dãy núi thú hoang, là nơi sinh sống của một số đại yêu thú. Mà yêu thú rất coi trọng địa bàn, nếu người ngoài bước vào lãnh thổ của chúng sẽ bị coi là kẻ xâm lược. Đây cũng chính là lý do tại sao bọn họ không bay, cố gắng giảm bớt rắc rối. Không biết qua bao lâu, Diệp Quân đột nhiên dừng lại. Mấy người lần lượt nhìn về phía hắn, Diệp Quân quay đầu nhìn về phía bên phải, ở cuối tầm mắt là một khu rừng rậm rạp không có gì. Mấy người nhìn thấy ánh mắt của Diệp Quân, cũng quay đầu nhìn sang bên phải, rất nhanh. Biểu cảm của họ trở nên ngưng trọng. Họ cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào họ từ phía sau khu rừng rậm rạp. Thác Cổ Nguyên đột nhiên chắp hai tay lại, yêu thú đại ca, tại hạ là con cháu của Thác Cổ tộc, xin nể mặt. Mặc dù anh ta không phải là con cháu cốt lõi của Thác Cổ tộc, chỉ là một phân nhánh xa xôi. Anh ta vẫn coi mình là con cháu của Thác Cổ tộc, mà trong nhiều năm qua, một số người cũng vì thân phận này của anh ta mà cho anh ta chút thể diện. Anh ta luôn tự hào là con cháu của Thác Cổ tộc, hy vọng một ngày nào đó sẽ thực sự được Thác Cổ tộc công nhận và chấp nhận. Yêu thú trong bóng tối không phản ứng gì cả. Diệp Quân liếc nhìn đôi mắt đó, một tia kiếm quang xẹt qua trong mắt hắn, nhìn thấy cảnh tượng này, con người của con yêu thú trong bóng tối đột nhiên co rút, quay người bỏ chạy. Yêu thú nhạy cảm hơn nhiều so với con người, hiển nhiên, chúng cảm nhận được sự nguy hiểm của Diệp Quân. Cảm giác được khí tức trong bóng tối đã biến mất, Thác Cổ Nguyên cười, có chút tự đắc nói, Thác Cổ tộc ta vẫn có chút mặt mũi. Chúng ta đi tiếp thôi. Mấy người tiếp tục lên đường, họ cũng gặp phải một số thần thức yêu thú quét qua, nhưng mỗi lần sau khi Thác Cổ Nguyên lôi Thác Cổ tộc ra, những con yêu thú đó sẽ nhanh chóng rút lui mà không gây rắc rối cho họ. Mấy người đi qua dãy núi thuận lợi một cách khác thường. Phía sau dãy núi, trước mặt họ là một tàn tích khổng lồ với những bức tường đổ nát khắp nơi. Có một đại điện lớn dường như được bảo tồn tương đối tốt. Đại điện rất cao, phía trên treo một tấm màn ánh sáng trận pháp màu xanh lam như pha lê. Mộ Tinh Hà có chút hưng phấn nói, khu tàn tích này rõ ràng là chưa có ai đến khám phá, đi. Thác Cổ Nguyên nói, Mộ huynh, đừng quá hưng phấn, nơi này chỗ nào cũng rất kỳ lạ, chúng ta tốt nhất nên cẩn thận. Tiêu Nguyên Khởi gật đầu đồng ý, ừm. Mấy người chậm rãi đi về phía tàn tích. Toàn bộ tàn tích có sự dao động năng lượng mạnh mẽ, nhưng lúc có lúc mất, rất kỳ lạ. Diệp Quân nhìn về phía đại điện, cau mày. Mộ Tinh Hà nhìn thấy biểu cảm của hắn, lập tức hỏi, đại ca, sao vậy? Chỉ có anh ta và muội muội mới biết thực lực của Diệp Quân đáng sợ đến mức nào,
cho nên ở đây, anh ta tuyệt đối đi theo sự dẫn dắt của Diệp Quân. Diệp Quân nói, phải cẩn thận một chút. Vừa nói, hắn vừa dẫn mấy người đi về phía đại điện, sau khi đi qua một khu phế tích rộng lớn, mấy người đi tới trước đại điện, Mộ Tinh Thần theo bản năng muốn mở cửa, lại bị Mộ Tinh Hà kéo lại, anh ta nghiêm túc nói, ở nơi này, tất cả đều phải nghe đại ca. Mộ Tinh Thần ngoan ngoãn gật đầu. Thác Cổ Nguyên ở bên cạnh trầm giọng nói, ở đây có trận pháp. Diệp Quân nhìn về cửa lớn, trên cửa lớn có một sức mạnh thần bí trôi nổi. Chương 6158 tiền bối chính là bức tượng đó. Thác Cổ Nguyên nói, để ta thử xem. Vừa nói, anh ta vừa bước đến trước cửa lớn, sau đó mở lòng bàn tay ra, một cây kim màu vàng đỏ xuất hiện trong lòng bàn tay anh ta. Thánh khí văn minh. Tiêu Nguyên Khởi có chút kinh ngạc. Thác Cổ Nguyên cười nói, đây là thánh khí tốt nhất của gia tộc chúng ta, nó có tác dụng kiềm chế trận pháp, ta thử trước, nếu không được thì đến mọi người. Mọi người đều gật đầu. Thác Cổ Nguyên kích hoạt thánh khí văn minh, cây kim dài màu vàng biến thành ánh kiếm xuyên qua cửa lớn. Quỳnh. Cây kim vàng đột nhiên phun ra những luồng ánh sáng vàng bao trùm cánh cửa lớn, khiến cả cánh cửa khẽ rung lên. Một lúc sau, sắc mặt Thác Cổ Nguyên tái nhợt. Nhìn thấy Thác Cổ Nguyên có chút quá sức, Diệp Quân đang định ra tay, nhưng đúng lúc này, một tiếng vỡ vụn đột nhiên từ trên cửa truyền ra, sau đó, toàn bộ cánh cửa vỡ tan. Được rồi. Thác Cổ Nguyên có chút hưng phấn, anh ta thu cây kim vàng lại, sau đó nhìn về phía đám người Diệp Quân, chúng ta vào thôi. Mấy người đi vào trong đại điện rất rộng, chính giữa có tượng một ông lão, bức tượng đã bị thời gian bào mòn, mất đi hình dáng ban đầu. Vì vậy gương mặt bức tượng đã không còn nhìn rõ, bên trên còn có rất nhiều bụi. Nơi này đã bị thời gian lãng quên. Mấy người tò mò nhìn bức tượng này. Theo tục lệ, khi một tông môn bị tiêu diệt, thường để lại một số thủ đoạn đặc biệt để duy trì hương hỏa cho tông phái mình, đó chính là truyền thừa. Tuy nhiên, mọi người chờ đợi hồi lâu, bức tượng vẫn không có phản ứng gì, khiến mọi người có chút thất vọng. Tiêu Nguyên Khởi đang tìm kiếm trong đại điện, nhưng đại điện trống rỗng. Không có gì cả. Cuối cùng, mấy người xác định rằng toàn bộ đại điện không có gì cả. Quá thất vọng. Gương mặt mấy người Mộ Tinh Hà không thể che giấu sự thất vọng. Nhưng đúng vào lúc này, Diệp Quân đột nhiên đi tới trước bức tượng đổ nát, hắn nhìn bức tượng, dường như cảm giác được cái gì đó, tay phải hắn đột nhiên đặt lên vai bức tượng. Quỳnh. Mắt Diệp Quân hơi nheo lại, lúc này hắn chỉ cảm thấy ý thức của mình xuyên qua dòng sông thời gian vô tận. Đi tới một thế giới hỗn loạn. Trong thế giới hỗn loạn này, hắn nhìn thấy vô số cường giả đáng sợ đang lao về phía một đại đạo thiên lộ rộng lớn. Khi nhìn thấy những cường giả này, Diệp Quân vô cùng kinh hãi, cường giả đang lao về phía thiên lộ. Thấp nhất cũng đều là cấp phá vòng. Vô số kẻ phá vòng lao về phía thiên lộ, bọn họ nối tiếp nhau, không ngừng có những cường giả nổ tung trên thiên lộ, hóa thành màn xương máu khắp bầu trời. Đây rốt cục là nơi nào? Trên mặt Diệp Quân tràn đầy nghi hoặc. Kẻ hậu thế. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên bên cạnh Diệp Quân. Diệp Quân quay người lại, nhìn thấy bên phải mình có một ông lão mặc áo bào đang tò mò nhìn hắn. Diệp Quân nói, tiền bối chính là bức tượng đó. Ông lão gật đầu. Trong mắt Diệp Quân mang theo nghi hoặc thắc mắc. Chương 6159 bản vô tông. Khổ môn. Ông lão nhìn Diệp Quân, đây là thời đại nghịch cổ, 1.000 tỷ năm trước. Diệp Quân nói, tiền bối đã đưa ta tới đây. Ông lão nhìn Diệp Quân không nói gì. Diệp Quân bối rối trước những gì mình nhìn thấy. Ông lão đột nhiên lẩm bẩm, ta nói ngươi làm sao lại có loại khí tức này. Thì ra là vậy. Vừa nói, lão vừa nhìn Diệp Quân, ánh mắt từ tò mò chuyển sang thương hại, thì ra hắn. Ông lão vừa nói những lời này. Diệp Quân đột nhiên cảm giác được một đạo khí tức quét qua, ngay sau đó, toàn bộ thế giới bắt đầu trở nên hư ảo. Diệp Quân duỗi tay phải ra, kiếm ý vô địch xuất hiện, hắn muốn ép mình ở lại đây hỏi cho rõ, nhưng ngay sau đó, thế giới này trực tiếp vỡ nát, hóa thành hư vô. Mà ý thức của hắn đã quay trở lại thế giới nơi hắn đang ở. Đại ca! Giọng nói lo lắng của Mộ Tinh Hà truyền vào tai hắn. Ánh mắt của Diệp Quân bắt đầu trở nên rõ ràng hơn, hắn lùi lại một bước, quay đầu nhìn về phía mấy người, lúc này, mấy người đang nhìn hắn với vẻ mặt lo lắng. Thác Cổ Nguyên nói,
vị huynh đệ này, huynh sao thế? Diệp Quân trầm giọng nói, vừa rồi ý thức của ta đã bị cưỡng ép đưa về 1.000 tỷ năm trước. Vừa nói, hắn vừa giải thích ngắn gọn những gì vừa xảy ra. Nghe Diệp Quân nói xong, mọi người đều sửng sốt. Tiêu Nguyên Khởi biểu cảm ngưng trọng nói, thời đại nghịch cổ. Nơi này là thời đại hàng nghìn tỷ năm trước, trời ạ. À. Diệp Quân nhìn bức tượng, cau mày, điều hắn kinh hãi là ở thời đại hàng nghìn tỷ năm trước đó lại có nhiều cường giả như vậy. Ngoài ra, con đường đó là thiên lộ sao? Lúc hắn tới đây, còn chưa từng tới thiên lộ, cho nên cũng không dám chắc chắn. Mộ Tinh Thần đột nhiên nói, đại ca, ông lão kia có cho huynh tiền không? Diệp Quân. Mộ Tinh Hà vội vàng nói, chỉ là ý thức của đại ca xuyên về thời đại trước, không phải thân thể. Vừa nói, anh ta vừa nhìn Diệp Quân cười khổ, không có gì cả, chỉ nói với ta một câu kỳ lạ. Thác Cổ Nguyên cười nói, Diệp huynh, lai lịch của Tàn Tích Thần Lăng này, cho đến nay vẫn chưa có ai biết được, huynh có thể nói cho Tiên Bảo Các những thứ mà huynh vừa thấy, có lẽ có thể đổi lấy một ít tiền. Diệp Quân nói, ta không có hứng thú, nếu các người có hứng thú, đến lúc đó có thể thử xem. Thác Cổ Nguyên do dự một chút, sau đó nói, đây là cơ duyên của huynh, chúng ta đi nói, không thích hợp lắm. Diệp Quân biết bọn họ đều rất nghèo, liền cười nói, các người đi nói, đến lúc đó chia cho ta một ít tổ linh tinh là được rồi. Được. Thác Cổ Nguyên vội vàng đồng ý, mọi người đều vui vẻ. Sau khi rời khỏi đại điện, dưới sự dẫn đầu của Diệp Quân, mấy người đi về phía sâu, không lâu sau, Diệp Quân nhìn thấy huyết bia mà hắn đã nhìn thấy trước đó, nhưng lúc này, trước huyết bia đó có 3 nhóm người. Bên trái là người đàn ông tóc trắng mà Diệp Quân đã nhìn thấy trước đó, người đàn ông tóc trắng mặc áo choàng đen, rất lạnh lùng, ở phía sau ông ta còn có mấy người đàn ông trẻ tuổi. Cách không xa bên phải người đàn ông tóc trắng, có một thanh niên, người thanh niên mặc áo sơ mi thô, trên chân có xích, đi chân đất, không có tóc, đầu sáng bóng. Phía sau huyết bia không xa, có một thiếu niên mặc đạo bào, sau lưng cầm cây roi quất sang một bên, nhìn có chút thành thục. Khi Thác Cổ Nguyên nhìn thấy thiếu niên mặc đạo bào và thiếu niên đầu trọc, vẻ mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng, bản vô tông. Khổ môn. Chương 6160 vậy cũng chưa chắc là không được. Nghe được lời nói của Thác Cổ Nguyên, thiếu niên khổ môn đầu trọc quay đầu nhìn hắn ta, sau đó chắp hai tay trước ngực làm lễ, xem như chào hỏi. Còn thiếu niên mặc đạo bào kia thì cười nói, các vị có thể phát hiện ra nơi này, đúng thật là không dễ dàng. Vừa nói, ánh mắt hắn ta dừng lại trên người Diệp Quân một lát. Thác Cổ Nguyên cảm thấy hơi lo lắng vì đây là lần đầu tiên hắn ta nhìn thấy đệ tử cốt lõi của Bổn Vô Tông và Khổ Môn trong truyền thuyết. Đối với hắn ta thì những nhân vật như vậy thực sự là những tồn tại chỉ có trong truyền thuyết. Hắn ta đè nén lại sự kích động và hưng phấn trong lòng, cố giả vờ bình tĩnh, sau đó chắp tay bước ra ngoài. Tôi là Thác Cổ Nguyên của tộc Thác Cổ, bên cạnh tôi lần lượt là Tiêu Nguyên Khải của Tiêu tộc, Dương Quân, Mạc Tinh Hà và Mạc Tinh Thần của Văn Minh Quần Tinh. Thiếu niên mặc đạo bào gật đầu, trên mặt vẫn là nụ cười ôn hòa, Bổn Vô Tông, Vô Vân Tại. Hòa thượng đầu chọc chắp hai tay lại và nói, Khổ Môn, Ngưỡng Tăng. Thác Cổ Nguyên vô cùng ngạc nhiên khi thấy hai người của hai thế lực siêu cấp này lại dễ gần như vậy, hắn ta vốn nghĩ rằng đối phương đều là những người khá xa cách. Nhưng không ngờ họ lại dễ gần như vậy, khi hắn ta muốn làm quen thì một tiếng cười mỉa mai đột nhiên truyền đến từ bên cạnh, một đám văn minh hạng ba. Mấy người quay lại nhìn, người lên tiếng chính là người đàn ông đứng sau người đàn ông tóc bạc, người đàn ông vừa nói chuyện mặc một bộ đồ đen, vẻ mặt kiêu ngạo, lúc này khóe miệng vẫn còn cười mỉa mai. Đột nhiên bị châm chọc khiến sắc mặt của Thác Cổ Nguyên và những người khác đều trở nên khó coi, nhưng họ không dám nói gì. Bởi vì những người trước mặt này rõ ràng không phải là người bình thường, nếu họ xúc phạm một số người không nên đụng vào, điều đó không chỉ mang đến những tai họa chết người, thậm chí còn mang đến thảm họa cho nền văn minh của chính mình. Vân Vô Tại của Bổn Vô Tông liếc nhìn thiếu niên đang nói chuyện và cười nói, Lăng Lệ, mọi người đều ở đây vì bia máu này, cậu đâu cần phải hung hăng như vậy. Thiếu niên tên Lăng Lệ kia không nịnh nọt cũng không kiêu ngạo, anh Vân Tại, bia máu này là do chúng tôi phát hiện ra. Tại sao lại phải chia sẻ nó với người ngoài? Vô Vân Tại nói, quy tắc ở đây là ai nhìn thấy thì có phần. Lăng Lệ trầm giọng nói, anh Vân Tại, không phải tôi đang nhắm vào anh, mà là thực lực của những người này đều quá yếu, đối với chúng ta họ không giúp được gì cả, ngược lại có thể sẽ làm liên lụy đến chúng ta.
Đương nhiên, điều quan trọng nhất là chúng tôi là người đã phát hiện ra bia máu này, vì vậy tôi nghĩ họ không có tư cách cống hiến cùng chúng ta, lời này là nhằm vào họ chứ không phải nói anh Vân Tại. Nghe được những lời Lăng Lệ nói, sắc mặt của đám người Thác Cổ Nguyên hơi khó coi, hắn ta quay đầu nhìn Diệp Quân, anh Dương. Chúng ta, tuy biết nơi này có thể có bảo vật gì đó, nhưng đám người Thác Cổ Nguyên biết rất rõ bọn họ không có tư cách tranh đoạt với những người trước mặt này, cho nên hắn ta vốn đã muốn rút lui, nhưng bọn họ được Diệp Quân mang đến, cho nên vì tôn trọng nên họ vẫn cần phải hỏi ý kiến của Diệp Quân. Diệp Quân cười nói, anh Thác Cổ, anh cứ từ từ đã. Vừa nói, hắn vừa nhìn tấm bia máu kia, sau khi nhìn một hồi, hắn lại quay đầu nhìn Vô Vân Tại ở một bên, người anh em này, có phải các người còn chưa giải mã được tấm bia máu này đúng không? Vô Vân Tại cười nói, đúng vậy, người anh em này, cậu có ý kiến gì không? Diệp Quân gật đầu, tôi có một số ý tưởng, hẳn là có thể thử một lần, nhưng không thể bảo đảm có thể thành công. Vô Vân Tại nói, anh em, tôi nói vậy cậu xem thế nào, nếu cậu có thể giải mã bí mật của bia máu, mọi người có thể cùng nhau chia sẻ bia máu này, cậu thấy thế nào? Diệp Quân quay đầu lại nhìn đám người của người đàn ông tóc bạc cách đó không xa. Nhìn thấy Diệp Quân nhìn sang, Lăng Lệ phía sau người đàn ông tóc bạc lạnh lùng nhìn hắn, nếu anh không giải mã được thì làm sao? Diệp Quân cười nói, không giải được thì không giải được thôi, cũng đâu còn cách nào. Chẳng lẽ tôi không giải được thì cậu sẽ giết chúng tôi sao? Đôi mắt Lăng Lệ hơi nheo lại, nói với giọng điệu độc đoán, vậy cũng chưa chắc là không được. Diệp Quân cau mày, người đàn ông tóc bạc bên cạnh Lăng Lệ đột nhiên ngăn Lăng Lệ đang gắt gỏng lại, nhìn Diệp Quân. Nếu cậu có thể giải mã được bí mật của tấm bia đá này, mọi người có thể chia sẻ tấm bia đá này. Diệp Quân gật đầu, hắn đi tới trước tấm bia đá, hình như tấm bia này được tụ lại từ máu, trên đó khắc rất nhiều chữ cổ. Hắn lấy thanh huyền kiếm ra và gõ nhẹ vào bia máu kia. Bùm! Toàn bộ tấm bia máu đột nhiên rung chuyển dữ dội, sau đó, máu trên tấm bia máu kia dường như trở nên sống động, nó bắt đầu vặn vẹo. Những luồng khí cổ xưa và bí ẩn liên tiếp tuôn ra từ trong bia máu. Thì ra là trận pháp cộng thêm phong ấn. Chương 6161 mọi người đều ôm nghi ngờ trong lòng. Cách đó không xa, Vô Vân Tại lên tiếng, hắn ta nhìn về phía Diệp Quân, vốn muốn nhìn thanh kiếm trong tay Diệp Quân, nhưng Diệp Quân đã cất kiếm đi. Nhìn thấy hành động của Diệp Quân, Vô Vân Tại không khỏi liếc nhìn hắn một cái. Chẳng bao lâu, đống máu vặn vẹo trên bia máu đột nhiên chảy xuống đất, khi đống máu đó chảy xuống đất, toàn bộ mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội như một trận động đất, ngay sau đó, mọi người nhìn thấy mặt đất phía trước bia máu đột nhiên nứt ra, một con đường đẫm máu dẫn xuống lòng đất xuất hiện trước mặt mọi người. Nhìn thấy cảnh tượng này, người đàn ông tóc bạc ở phía xa lập tức nói, đi. Nói xong, hắn ta lao xuống cùng với người của mình. Vô Vân Tại nhìn về phía đám người Diệp Quân, cười nói, đi thôi. Nói xong, hắn ta biến thành một tia sáng bí ẩn và biến mất ở lối vào, theo sát sau đó là ngưỡng tăng của khổ môn. Diệp Quân vừa định đi vào, hắn đột nhiên quay đầu lại nhìn Thác Cổ Nguyên và Tiêu Nguyên Khải bên cạnh, hai người đều hơi lo lắng. Diệp Quân cười nói, hai người muốn đi vào không? Đi vào. Tiêu Nguyên Khải nắm chặt hai tay, vẻ mặt dữ tợn, mẹ kiếp, nhát gan thì đói chết, gan lớn thì no chết. Thác Cổ Nguyên cũng gật đầu. Vào đi, dù sao chúng ta cũng không muốn thứ tốt nhất, chúng ta chọn những thứ bọn họ không cần là được. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía anh em Mạc Tinh Hà lập tức bày tỏ lòng trung thành, chúng tôi sẽ đi theo anh trai lên núi đao, chúng tôi sẽ lên núi đao, nếu anh trai xuống biển lửa, chúng tôi sẽ xuống biển lửa. Đương nhiên, hắn ta không có những lo lắng như Thác Cổ Nguyên và Tiêu Nguyên Khải, bởi vì anh trai trước mặt chính là kẻ phá vòng, có anh trai che chở. Cho dù phải đối mặt những thiên tài của năm nền văn minh tối cao, anh ta cũng dám xông lên, mắng vài câu. Diệp Quân cười nói, vậy chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn mang theo mấy người họ bước xuống. Chẳng mấy chốc, họ đã đến một cung điện dưới lòng đất. Cung điện dưới lòng đất này giống như một tòa thành, cực kỳ rộng lớn, nhưng lại rất âm u quái dị, mà mặt đất dưới chân họ lại có màu đỏ như máu. Diệp Quân cau mày. Bởi vì hắn phát hiện huyết mạch điên cuồng của hắn đã bị ảnh hưởng, hắn liếc nhìn vết máu trên mặt đất, ánh mắt lóe lên, không biết đang suy nghĩ cái gì. Tiêu Nguyên Khải ở một bên kinh hãi nói, mặt đất này thực sự có màu đỏ như máu.
cần bao nhiêu máu mới nhuộm được toàn bộ mặt đất này thành màu đỏ. Hơn nữa, trong thứ máu này còn chứa đựng năng lượng. Chuyện gì đã xảy ra trong kỷ nguyên cổ đại hỗn loạn này? Mọi người đều ôm nghi ngờ trong lòng. Thác Cổ Nguyên nhìn về phương xa, nặng nề nói, bọn họ đã tiến vào cung điện dưới lòng đất, chúng ta cũng nhanh chóng đi tìm thử đi, nếu may mắn tìm được thứ gì đó, chúng ta phải nhanh chóng rời đi. Mấy người bước vào cung điện dưới lòng đất, có rất nhiều điện lớn trong cung điện dưới lòng đất này, ước chừng khoảng hơn 100, Thác Cổ Nguyên và những người khác muốn đi vào giữa, bởi vì điện ở giữa thường là điện chính, nhưng vào lúc này, Diệp Quân lại đột nhiên nói, đi bên phải. Nói xong, hắn đi thẳng về phía bên phải. Không chút do dự, Mạc Tinh Hà trực tiếp dẫn em gái đi theo. Tiêu Nguyên Khải nói, người anh em này nhìn như cao thủ, đi theo anh ta uống canh đi. Nói xong, cậu ta cũng nhanh chóng đi theo. Thác Cổ Nguyên suy nghĩ một lúc rồi cũng vội vàng đi theo, hắn ta cảm thấy bọn họ nhất định phải đoàn kết ở đây, dù sao thì người đông thì thế mạnh, nếu mọi người đoàn kết lại thì có thể giúp đỡ nhau. Mọi người đi theo Diệp Quân, đi về phía bên phải, dọc đường đi họ đi qua một số đại điện u ám, lúc này họ mới phát hiện ra những đại điện này cũng có màu đỏ như máu, nhưng có lẽ vì thời gian quá lâu nên số máu này đã chuyển sang màu đỏ đen, vì vậy trong hoàn cảnh ban đêm, bọn họ đều khá hồi hộp và hưng phấn nên nhất thời không ai để ý tới. Tất nhiên, sự chú ý của họ không đổ dồn vào số máu đó, họ đều rất phấn khích và mong chờ rằng nếu có thể lấy được thứ gì đó tốt ở đây thì có thể số phận của họ sẽ thay đổi. Chỉ có Diệp Quân là để mắt tới những đại điện đầy máu kia khi đi ngang qua, không chỉ vậy, đôi mắt của hắn thỉnh thoảng lại hiện lên màu đỏ kỳ lạ. Đã kịp chuyện chữ. Các bạn chờ nha. Khi đủ tập mình sẽ đăng tiếp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 171.